Ngợi khen Ngài. Chúng con chào Ngài trong phòng cầu nguyện. Chúng con ngợi khen Chúa, hết thảy quý tôi tớ mục sư và con cái Chúa khắp nơi về đây. Chúa ơi, chúng con đến trong phòng cầu nguyện, chúng con tìm kiếm Ngài. Chúng con gặp được Ngài và chúng con nhận được sức mới đến từ nơi Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Thì giờ này Chúa ơi, chúng con đến cầu nguyện với Ngài. Chúng con tương giao cùng với Ngài, chúng con gặp gỡ anh chị em của chúng con. Thì chúng con học hỏi và chúng con nhận được lời đến từ nơi Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Đức Chúa Trời hằng rộng của chúng con. Vì lời Ngài thật linh nghiệm thế, Chúa ơi. Chúa hứa với chúng con và Ngài ban khải tượng cho chúng con. Thì đến thì giờ này Chúa đã làm thành khải tượng trong phòng cầu nguyện, Chúa ơi, để cho công việc Chúa được lan rộng và trải ra cho tới khắp nơi trên trái đất này. Chúng con ngợi khen Ngài vì Ngài ban cho chúng con tình yêu của Ngài. Ngài ban cho chúng con được gặp gỡ Ngài trong chính tấm lòng của chúng con và trong qua mỗi một người anh chị em của chúng con ở trong phòng cầu nguyện. Người khen Chúa, Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm, Chúa ơi. Và chúng con tin chắc rằng, Chúa ơi, khi chúng con ở trong sự hiện diện thánh của Ngài, Chúa ơi, thì Ngài ban dầu thánh linh của Ngài thêm hơn nữa cho chúng con mỗi một ngày, Chúa ơi. Để khi chúng con ở trong sự hiện diện của Ngài, chúng con nhận được khải tượng đến từ nơi Ngài, Chúa ơi. Và chúng con đứng trong lời của Ngài, chúng con xác quyết sự kêu gọi của chúng con. Khi Ngài kêu gọi chúng con đi trong công việc của Chúa, thì chính Chúa Ngài dự phần vào những công việc của chúng con đang thực thi trong phòng cầu nguyện. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm vì hết thảy con cái Chúa trong phòng cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì những dấu kỳ phép lạ Ngài đã làm trong thời gian vừa qua, Chúa ơi, trong phòng cầu nguyện, đặc biệt là những sự chữa lành, Chúa ơi, những sự giải cứu mà Ngài đem đến cho dân sự Chúa, cho những người, Chúa ơi, việc xác quyết tấm lòng của mình để đến trước mặt Ngài và dâng mình hầu việc Ngài. Chúng con người khen Ngài, Chúa ơi. Thì giờ này chúng con trình dâng phòng cầu nguyện, chúng con trình dâng hết thảy những anh chị em và quý tôi tự mục sư chưa vào được tới phòng cầu nguyện và có những người đang còn đi làm công việc Chúa. Thì xin chính mình Chúa Ngài sức giàu cho mỗi một chúng con được đầy dạy ơn phước của Chúa, được đầy dạy ơn trong tấm lòng, được ơn trước mặt Chúa và trước mặt con loài người, Chúa ơi. Thì khi chúng con nói lời ra thì chính Chúa sức giàu cho mỗi miệng chúng con, Ngài thánh hóa cho lời của Ngài để qua đó mà nhiều người được trở lòng tìm kiếm mặt Chúa, tin cần tin nhận Ngài, nhận biết Ngài. Cảm tạ Chúa, con người khen Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con hết thảy đây, Chúa ơi, có một tấm lòng khát khao yêu mến Ngài, nhận biết Ngài cách tường tận, cách rõ ràng hơn, Chúa ơi, qua sự sức giàu tươi mới của Ngài. Thì chúng con thì giờ này dâng trình tất cả chương trình còn lại và những đường lối mà đẹp lòng Ngài, Chúa ơi, nguyện đường lối của Ngài được nến trên đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con xin Ngài, Chúa ơi, trong thì giờ này có ai trong chúng con có sự mệt mỏi đau yếu, Chúa ơi, Ngài cất hết cho chúng con và Ngài bán dầu vui mừng cho chúng con, Chúa ơi, Ngài bán sự mạnh sức cho chúng con. Người khen Ngài, Chúa ơi. Ai trong chúng con có những hoàn cảnh đang kêu mang, những người hư mất, Chúa ơi, thì xin Ngài bán cho chúng con sự mạnh sức để chúng con có một tâm thần mạnh mẽ, chúng con làm thành những điều mà ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng con, cho sự kêu gọi của Ngài cũng được giá tăng và được hiện thực trên đời sống của chúng con. Người khen Ngài. Ai trong chúng con có thiếu thốn về manna, Chúa ơi, về vật thực hàng ngày, Chúa ơi, thì xin Chúa cũng hãy cung ứng cho chúng con. Người khen Chúa vì Ngài là thành tín, Chúa ơi, sự quyền năng và sự tể trị lớn lao của Ngài trên đời sống của chúng con. Người khen Ngài, Chúa ơi. Ai trong chúng con có những ước ao dự định làm công việc Chúa mà chưa có sự can đảm, chưa có sự xác quyết, thì xin Chúa là đặng ẩn chứng trong lòng chúng con, Chúa ơi, về ân tử của Ngài, Chúa ơi, về sự kêu gọi của Ngài, Chúa ơi, xin Chúa hãy cảm thúc lòng của chúng con, Chúa ơi, Ngài tỉnh thức tâm linh của chúng con, Chúa ơi, để chúng con nhận biết được rằng chúng con ở trên đất này là Ngài đặt để chúng con, Chúa ơi, và Ngài đặt để ước mơ và những khải tượng thánh của Ngài trong lòng của chúng con. Thì người khen Ngài, Chúa ơi, xin Chúa cùng dậy lên hết thảy những người nào được bước vào phòng cầu nguyện thì đều trở nên là mũi tên sắc bén cho Ngài, Chúa ơi, để chúng con ra đi hầu việc Ngài và kết quả cho Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm, Chúa ơi, mọi sự quý vinh hiển về cho Ngài. Chúng con người khen Chúa.
Chúng con dâng tình đời sống hết thảy anh chị em của chúng con trong phòng cầu nguyện. Chúng con dâng tình hết thảy mọi điều gì mà khải tượng ngài bán cho gia đình anh chị Toàn Tuyết và các hội thánh Chúa, các mục sư tôi tới Chúa cũng đều được thành trong một thời gian gần nhất. Chúa ơi, trong thời kỳ sáu rốt này, chúng con người khen ngài. Xin Chúa đặc biệt gìn giữ sức khỏe, Chúa ơi, mỗi thông công cũng như là đời sống của chúng con trước mặt ngài, trong sự hầu việc ngài của các đại tử mục sư Chúa, mục sư hội thánh Chúa. Và Chúa ơi, ngài cũng chúc phước cho hôn nhân hạnh phúc và tất cả những điều gì chúng con trình dâng cho ngài đều được thành. Chúng con người khen ngài, chúng con tin rằng ngài có quyền năng và ngài muốn chữa lành cho chúng con, ngài muốn ban cho chúng con một đời sống đắc thắng, Chúa ơi, một đời sống mà có ý nghĩa hơn, Chúa ơi. Chúng con người khen Chúa, chúng con tin rằng ngài tạo dựng chúng con là chúng con được nhờ ơn của Chúa mà chúng con được ơn phước đầy dẫy của ngài. Chúng con cùng tin chắc rằng ngài tạo dựng chúng con trên đất này để chúng con trở thành nguồn phước cho chính mình chúng con, cho gia đình dòng dõi chúng con và cho nhiều đời nhiều người nữa. Chúng con người khen Chúa, xin Chúa cứ đặt để tấm lòng của ngài trong chính đời sống của chúng con, Chúa ơi. Chúng con nôn nã và cứu mang cho công việc của Chúa, gánh vác chịu trách nhiệm cho đời sống của mình được trở nên đầy tròn và thánh khiết ở trước mặt ngài. Con người khen ngài, Chúa ơi, chúng con cùng dâng hết thảy gia đình, con cái và hết thảy người thân dòng dõi chúng con lên như một của lễ đẹp lòng ngài. Chúa ơi, xin Chúa giữ thực thi lời hứa của ngài. Ngài nói rằng khi chúng con một người tin cha thì cả nhà được cứu. Chúa ơi, sức chúng con không làm chi được, Chúa ơi, nhưng chính thần của ngài cảm động trong lòng chúng con, Chúa ơi, để chúng con mình chuộng chúng con cầu thấy cho người nhà của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho dân tộc của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện cho dòng dõi của chúng con, Chúa ơi. Và chúng con cầu nguyện cho hết các những đất nước nào mà chưa được phục hưng, chưa được cứu, thì Chúa ơi, nguyện ngài đặt điều đó trong tấm lòng của mỗi một người của chúng con. Con người khen ngài, chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm, Chúa ơi, vì chúng con được ơn của ngài, Chúa ơi. Chúng con được ở cùng nhau trong một nơi phòng cầu nguyện này, Chúa ơi, để chúng con hiệp một lòng một ý một tâm thần mà chúng con cầu nguyện với ngài. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con biết ơn ngài nhiều lắm. Chúng con vui sướng khi chúng con được đến gặp ngài, Chúa ơi. Chúng con hạnh phúc khi chúng con có ngài, Chúa ơi. Xin Chúa cùng đoái xem, Chúa ơi, những người mà còn cô đơn, Chúa ơi, những cuộc đời còn thất bại, Chúa ơi, còn khó khăn, còn thiếu thốn, Chúa ơi, nguyện ngài cùng chăm sóc nuôi dưỡng những người đó, Chúa ơi, để họ cùng biết đến danh của ngài là một danh yêu thương, Chúa ơi, một đấng chu cấp, Chúa ơi, đấng chữa lành, Chúa ơi. Chúng con người khen ngài, chúng con biết ơn Chúa vì mọi điều, Chúa ơi, vì mọi ơn mọi phước mà ngài ban cho chúng con. Chúng con tình dâng phòng cầu nguyện và hết thảy tối tới Chúa trong phòng cầu nguyện lên trong cánh tay yêu thương của Chúa. Nguyện ngài tệ trì tất cả những chương trình còn lại trong buổi chiều hôm nay bên Nga, bên Việt Nam và buổi sáng bên Hoa Kỳ. Người khen ngài, xin Chúa sức giàu đầy dạy cho chúng con. Chúng con hiệp một ý một lòng mà cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Việt Hòa. Hallelujah. Chào mục sư. Chào chú Huy à. Chào thầy Hùng nha. Dạ, chào chú Huy, chào chị Dục à. Con chào cô Phùng. Chào chị Hiểu này. Chú Hùng. Chào chị Lý. Hallelujah. Nhà mình khỏe cả chứ ạ? Giống như là mục sư Hoàng hay là người ngồi gần chú Huy. Hôm nay mục sư Hưng có nhắn lại để mục sư Hưng bệnh rồi, cả nhà cầu nguyện cho mục sư Hưng. Chào các mục sư. Chào anh em cầu nguyện. Chào chú Hùng à. Xin Chúa chúc phước cho các mục sư toàn thể anh em. Hôm nay nguyên tuần này chắc mọi người đi ăn Tết nhiều lắm, cho nên mình bị hơi giống.
bữa nay đi làm về mới về hả Hùng? Dạ mới về đó. Cơm nước gì dạ em mới về. Ừ. Nhà anh em cầu nguyện cho ngày 6 tháng 2 tụi em truyền giảng thanh thiếu niên được mọi sự để ơn với Chúa. Tụi em đã chuẩn bị hoàn tất hết mọi công việc rồi, giờ chỉ còn truyền giảng thôi. Hôm đó cũng có một số thanh niên lớn tuổi cầu xin Chúa cho tụi em có ơn để khi mà tụi em chia sẻ lời Chúa thì có cầu xin Chúa đồng chạm họ có người tin Chúa. Đó đấy Hùng. Sáu tại tháng hai bữa 28 âm lịch, 28 âm lịch mình. Sáu tây tháng hai. Dạ, yeah. Là bữa thứ bảy á, thứ bảy này nè. Ồ, thứ bảy tới hả? Dạ. Yeah. Yeah, nhà anh em trong phòng cầu nguyện cho chức vụ của ba Hùng, cũng như của Hùng với họ Thánh Tiền Giang đang bị ma quỷ nó tấn công quá. Nó dùng người già, tấn công người già. Cầu Chúa cho tụi em giữ vững đức tin. Nhờ lời Chúa. Chưa. Một sự kiện có đâu giờ? Dạ, một sự kiện chưa thấy vào, như không biết về kiện không. À, xin lỗi vì có một sư Vinh ở đây muốn vậy chắc có thể đợi chút một sư Kiệt với lại một sư Hào. Rồi có được lát nữa. Dạ. Sư Hào nó đi đâu đó nhưng mà có thể là vào nhưng mà vào trễ. Đang bận nói chuyện với một sư một chút rồi tí nữa nhé. Dạ rồi. Tôi đang bận chút rồi quên thôi. Dạ. Chào cả nhà. Chào chị Thơm à. Dạ. Chị chúc phước cho anh Tâm Đoàn với ông bà anh chị em con cái Chúa. Năm trước anh Long đã bị rớt ra luôn rồi. Chị vào chị cộng với lại chị quận với tất cả hả? Phùng hôm nay phùng dùng máy nào đây? Dạ. Phùng điện thoại rồi. À. Mày. Phùng ở nhà ấy, ở đâu đây? Chào chị Lễ nha. Chắc đang lái xe đi làm thì phải. Dạ chưa, chào mục sư. Đang ở nhà, chưa ban phước cho chị ạ. Dạ, cảm ơn mục sư. Cảm ơn cả nhà. Không có mục sư ạ, mục sư ạ. Tuấn này không có mục sư đâu. Ờ dạ, vậy như giống giống luôn hả? Mọi người có điều gì muốn chia sẻ không ạ? À? Có. Dạ. Yeah. Cô nói có là cô có tiếng nghe nói có. Máy nào vậy? Phung dính. Dạ. Dạ cô chia sẻ đi. Phung chia sẻ đi. Chia sẻ chạm nhất nổi. Kiểu mấy bữa đó có chị gái đấy, có cái nán đêm chị gái kiểu bị ngã một cái đấy, bị chun mất một đốt sông lưng này mà dạ. Cùng xin chùa thì chứ hiện tại chị đã nói chúng là lấy chống từ đi xe được một mình nhưng mà ngồi đằng sáu xe người khác chở được rồi. Còn mấy bữa vào đi vào trong nhà không đi được nổi. Ừ. Amen. Đời nhiều rồi.
Đấy, đấy là chia sẻ đấy. Cảm ơn Chúa. Vì tay biển liệt lửa ngươi ấy mà chứ biển người nhà dư lành này nghe bảo mẹ cũng đầy đi được ba cử năm trong chắn nữa. Mục sư Ron ơi, mục sư Ron cầu nguyện cho anh em nha, mục sư Ron. Ủa mục sư Ron định đi về hay gì đó? Hay là lạnh rồi? Để mở máy lên, mở máy, máy của mục sư chưa mở à? Ở trên mục sư bị lạnh hả? Lạnh. Được. Đi kia tao nghe. Vừa sao ta? Nhờ nghe thằng nói gì, nhờ mục sư cầu nguyện cho anh em á. Dạ mục sư lại cầu nguyện đi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cậu. Lạy Thiên Chúa, cảm tạ Ngài nhiều lắm để cho chúng con có cơ hội gặp nhau trên mạng. Còn cầu nguyện toàn cầu này, chúng con cảm ơn Ngài Chúa tiếp tục ban ơn chúc phúc để chúng con cùng sự hiệp lại. Nhân Chúa Giêsu chúng con cảm ơn Cha. Chúa giúp lần này chúng con cúi đầu trước bề chân của Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục ban ơn chúc phúc cho tất cả chúng con có thành cả ngày cầu nguyện. Còn cầu nguyện cúi đầu cầu xin Ngài chúc phúc cho chúng con. Con cảm tạ Ngài nhiều lắm. Con cầu xin trong danh Chúa Giêsu ở Nazareth, Ngài đáp lời cầu nguyện chúng con. Vì chính Ngài là đấng mà chúng con tôn cao, Ngài là đấng mà chúng con yêu mến. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Cha ơi, chúng con cúi đầu cầu xin Ngài, xin Ngài tiếp tục ban quyền năng và thánh linh cho Ngài hướng dẫn người giúp đỡ chúng con để chúng con bước vào phòng cầu nguyện toàn cầu, để chúng con được duy trì và có sự hiệp một trong danh Chúa Giêsu, để chúng con tiếp tục bước vào trong sự cầu nguyện này. Rồi cho đến khi Chúa trở lại, con cúi đầu cầu xin Chúa giúp đỡ bên này cho chúng con. Xin Ngài chúc phước cho người có tâm tình yêu bên Chúa và mở phòng cầu nguyện này, các bụi phần, các dư dật trên đời sống này. Cuối cùng cầu xin trong danh Chúa. Ơi, chúng con cảm tạ Ngài nhiều lắm, Ngài đã cho chúng con có cơ hội gặp nhau trên phòng cầu nguyện toàn cầu. Chúng con trở thành một đại gia đình trong danh của Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm vì chính tình yêu của Chúa đã đem đến chúng con biết được nhau, và chúng con được cầu nguyện cho nhau, và chúng con được tiếp xúc nói chuyện với nhau. Đó là những tình yêu của Chúa đem đến cho chúng con. Chúng con cúi đầu ngợi khen thờ phượng Ngài. Chúng con ngợi khen cảm tạ Ngài nhiều lắm. Hãy đưa chúng con gần gũi với nhau trong sự cầu nguyện, trong sự cầu thai cho nhau. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Chúa nguyện mặt Chúa ngày và đêm đói xem phòng cầu nguyện toàn cầu này, bất cứ nơi nào, chỗ nào có sự hiệp lại, có sự cầu nguyện, xin Ngài hiện đến và chúc phước tình chúng con. Con cúi đầu cầu xin Chúa, Ngài cũng không phân biệt chúng con màu da, không phân biệt giọng nói, Ngài không phân biệt ngôn ngữ, bất cứ mọi dân tộc nào. Chúng con cảm ơn Cha nhiều. Ngài đã đem tình yêu của Ngài làm chúng con gần gũi với nhau, làm cho chúng con được hiệp lại với nhau, làm chúng con có tình yêu chân thật của Ngài, làm chúng con bục yêu mến lẫn nhau trên phòng cầu nguyện này. Cảm ơn Chúa. Con ngợi khen Ngài vì chúng con đang ở trong ơn phước của Ngài, chúng con đang ở trong tình yêu của Ngài, để đưa chúng con vào trong phòng cầu nguyện này bởi tình yêu của Ngài. Con cảm ơn Cha nhiều. Chúa ơi, giờ này con cúi đầu cầu xin Chúa, con cầu nguyện cho người anh em chúng con. Con không biết cái nhu cầu anh em chúng con cần gì, điều gì, nhưng mà con chỉ biết cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Ngày đêm đến, Ngài cũng muốn tiếp trợ cho người anh em chúng con bất cứ cái nhu cầu mà người anh em con cần. Chúa, những việc gì anh em chúng con cần để phục vụ hầu việc Chúa, có kết quả cho nhà của Chúa, nguyện Chúa tiếp tục ban ơn chúc phước cho người anh em chúng con. Chúng con tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang thành tín, Đức Chúa Trời đang tình yêu, Đức Chúa Trời đang chân thật,
Đức Chúa Trời là cung ứng và tiếp trợ cho chúng con. Chính Ngài là nguồn tiếp trợ cho chúng con. Cảm ơn Cha nhiều lắm. Con ngợi khen Ngài nhiều lắm, Chúa. Đó là những nhu cầu trong đời sống thuộc thể của anh em chúng con. Xin Chúa tiếp tục cung ứng tiếp trợ cho chúng con đời sống thuộc linh của người anh em chúng con, với bổ đời sống thuộc linh chúng con, đời sống thuộc linh chúng con điều hướng về Chúa, biết dâng giao, biết cầu nguyện với Ngài, biết nơi xin Ngài những điều mà chúng con cần, thì chúng con sống mục đích để phục vụ hầu việc Ngài. Chúng con cúi đầu cầu xin Chúa giúp đỡ người anh em chúng con và giúp đỡ chính chúng con để làm Chúa cho chúng con cả. Chúa ơi, chúng con cúi đầu cầu xin Chúa người anh em chúng con có ai đau yếu nhất mọi bệnh tật, con công bố trong danh Chúa Giêsu, Ngài là danh y đại tài, Ngài là đáng quyền năng, Ngài đang trời chạm về anh người anh em chúng con. Xin Chúa chữa lành tất cả mọi bệnh tật anh em chúng con, mọi bệnh tật phải rời khỏi thân thể anh em chúng con, và thân thể anh em chúng con sẽ được phục hồi ngay trong thời giờ này. Chúng con cúi đầu ngợi khen Chúa vì tình yêu của Ngài đã chữa lành anh em chúng con, bởi làn roi của Ngài, bởi đóng đinh của Ngài, bởi dấu đâm của Ngài trên thân thể Ngài, bởi vì chính thân thể anh em chúng con được chữa lành hoàn toàn ngay trong thời giờ này. Những anh em chúng con, những người nào bởi đức tin mình nhận, thì anh em chúng con sẽ được chữa lành ngay trong thời giờ này. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa, một lần nữa Ngài nói với chúng con rằng hỡi kẻ mệt mỏi gánh nặng, hãy đến cùng ta để cho các ngươi được yên nghỉ. Đúng như vậy Chúa, mọi anh em chúng con ai nó có bệnh tật, ai nó có yếu đuối mệt mỏi và gánh nặng, hãy chạy đến với Ngài, chạy đến với Ngài và tin tưởng nơi Ngài, tin tưởng tất cả những gì Ngài đã nói với chúng con. Con cảm ơn Chúa, con ngợi khen tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Con cảm ơn Cha nhiều lắm Chúa. Con cảm ơn Chúa vì các phòng cầu nguyện toàn cầu này, xin Chúa cũng tiếp tục chúc phước trên mỗi đời sống anh em chúng con, đáp ứng nhu cầu trong mỗi đời sống anh em chúng con và bổ sức mới của Ngài trên mỗi đời sống anh em chúng con. Và con cũng dâng tất cả các phòng cầu nguyện toàn cầu này trong tay của Chúa, cùng dâng tất cả anh em con trong tay Chúa, còn dâng tất cả những gì mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối hôm nay trong tay quyền năng của Chúa. Chúng con biết rằng Đức Chúa Trời đang thành tín, Đức Chúa Trời đang cung ứng và tiếp trợ, Đức Chúa Trời đang ban cho những điều chúng con cầu xin và suy tưởng. Ôi Giêsu, con cảm ơn Cha nhiều lắm. Mà nói với chúng con rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa Ngài sẽ mở cho. Chính điều này chúng con cúi đầu cầu xin Chúa, Chúa ơi, Ngài cũng muốn tiếp trợ cho người anh em chúng con theo ý muốn tốt lành của Ngài. Chúng con cảm ơn Giêsu. Con ngợi khen Giêsu nhiều lắm. Ngài cũng thường nói với chúng con rằng các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ cho. Điều này chúng con cúi đầu cầu xin Chúa. Và chúng con hiệp một lòng danh Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa. Xin nhân danh Đức Cha Đức Con và Chúa Thánh Linh, Ngài ban cho chúng con, Ngài chữa lành người anh em chúng con, Ngài cũng tiếp trợ cho người anh em chúng con được khỏe mạnh và có sức mới đến từ nơi Chúa. Và xin Chúa cũng ban ơn chúc phước trong năm mới này 2016, Ngài đã tuyển chọn chúng con để bước vào trong chức vụ, để phục vụ hầu việc Ngài, và Ngài cũng tuyển chọn chúng con bước vào trong các phòng cầu nguyện toàn cầu này. Xin Chúa cũng thêm sức cho chúng con, xin Chúa tiếp tục mặc khải trên mỗi đời sống của chúng con, để chúng con có được khải tượng đến từ nơi Chúa, để chúng con bước vào trong phòng cầu nguyện có mục đích và tốt đẹp trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Giêsu nhiều lắm, con ngợi khen Giêsu. Ô hallelujah, chúng con chúc tụng danh của Ngài. Ở danh của Chúa chúng con được hiệp lại với nhau, ở danh của Chúa chúng con được cùng nhau bước đi trong mỗi tình yêu, bước đi trong một khải tượng của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang điều hành, đang quản trị trên tất cả phòng cầu nguyện này. Con cảm ơn Chúa. Tin chắc rằng qua phòng cầu nguyện này, Chúa sẽ chúc phước cho chúng con và gặp được nhiều khuôn mặt mới nữa và bước vào trong hội thánh của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước cho tất cả những người đã phục vụ hầu việc Ngài trong năm 2011 này, đem đến lời của Chúa cho những người bị hư mất, cho đồng bào chưa biết về danh Chúa Giêsu này, mau sớm sử dụng người hầu việc của Ngài, Ngài để tiến chọn và kêu gọi họ, họ được ơn của Chúa, họ được sự sức giàu của Chúa, họ được sự dẫn dắt của Chúa, đem lời của Ngài cho những người bị hư mất trở về cùng với Chúa. Chúng con vô cùng cảm ơn Cha nhiều lắm, chúc tụng danh của Ngài, ngợi khen Chúa. Một lần nữa con trình dâng tất cả phòng cầu nguyện ở trong tay Chúa, một lần nữa con dâng tất cả những người mà Ngài đã tuyển chọn và kêu gọi để phục vụ hầu việc Ngài, còn công dân, tất cả công dân của Chúa trong tay của Ngài. Con cảm ơn Cha, nguyện Chúa tiếp tục bao phủ công dân Ngài đang dùng huyết quyền năng của Ngài để con cái công dân của Ngài, những người phục vụ hầu việc Ngài được ở trong sự bình an, trong sự an ninh của Chúa. Con cảm ơn Cha nhiều lắm, con ngợi khen Chúa nhiều lắm vì có danh của Chúa con được kịp lại với nhau. Thì tôi hôm nay con cảm ơn Chúa, nguyện Chúa tiếp tục xoay dần và giúp đỡ chúng con những điều mà chúng con chưa biết. Ngài tiếp tục soi sáng và giúp đỡ trên mỗi đời sống của chúng con. Nguyện Chúa, con cảm ơn Cha nhiều lắm. Giờ này chúng con hiệp chung cầu nguyện danh Chúa Giêsu. Amen.
Amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư ạ. À. Nguyện Chúa đáp lại nhu cầu của chúng ta. Hallelujah. Dâng lên Chúa chữa lành hôm nay ha. Những nhu cầu ta Chúa nhân danh Chúa Giêsu. Cảm ơn mình hôm nay, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chào mục sư Tài ạ. Chào mục sư Tài. Anh Tấn. Ấy cầu nguyện xin Chúa cung ứng mục sư, có mục sư đấy. Chào. Hallelujah, mục sư Tài phải luôn ạ. Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Dạ dạ dạ, mục sư đang ở nhà. Dạ yeah, đang ở nhà. Hello. Điểm không? Dạ, sáng nay cũng có cơ hội tâm tình với mục sư Tài, mục sư mục sư Tài với lại mục sư Kiệt, với lại mục sư Hào, với lại mục sư mục sư mình đó, mục sư gì quên rồi, mục sư Tài à. À mục sư nữa. Mục sư nữa. À, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ngày hôm qua có cái số mà vào mà nói chuyện hoài không được đó là của mục sư nữa. Dạ đúng rồi. 600 á. Mục sư nữa đang ở nhà mục sư Huê đấy anh ạ. Ồ vậy à? Dạ. Cảm ơn Chúa. Ở vùng của mục sư nữa mình chưa có mạng, chưa có wifi. Cho nên mục sư dùng 3G nó khó lắm. Cảm tạ Chúa. Hôm nay em cũng muốn cầu nguyện để Chúa cùng cứu lượng để thì cũng có khoảng được 700 quyển kinh thánh để về tặng cho những người mà họ tín Chúa bên Nga về mà họ chưa có buổi nhóm, họ chưa được nhóm lại đấy anh. Ồ vậy à? Vì đông lắm. Những người mà tiếp nhận chỗ em họ về đông. Ồ, vì có kinh thánh chưa? Ví dụ như có những người họ về họ đẻ ra được 70 người, 40 người rồi. Mà anh Thủy đã mua kinh thánh chưa? Chưa, thì em đang cầu nguyện xin Chúa thương xót để mà có được. Có khoảng bao nhiêu lần? Thì cũng còn trước hết là chưa có nhiều thì cầu nguyện được 200 cuộn cũng được anh. Là chưa. Thấy đang ở ngoài Vinh ha. Dạ, đứng ở ngoài Vinh đi nhóm kiện lịch luôn tại vì họ cứ mời để khen chữa đi thăm từng nhà một ngày phải đi thăm rất là nhiều nơi nhà. Dạ. Yeah. Điện đó thì họ nhóm lại thì mình cầu nguyện chúc phước. Báo vào đây không? Cảm ơn Chúa, có một sư Thái vào luôn rồi kìa. Chào anh Thủy nha. Cảm ơn Chúa. Chào một sư Thái à. Amen. Chào Linh Tứng, chào cả nhà. Cảm ơn Chúa. Anh Thủy gửi lời chào thăm tất cả nhà. Tất cả nhà. Mến chào sư Đức Tài. Yes. Chào sư Thái. Chào sư Đức Tài. Khỏe không sư? Khỏe luôn. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình đang cầu nguyện cho cầu nguyện mình giữ phần vào trong việc mua một số quần áo để mà tặng các em nhỏ nghèo. Nhân dịp đợt Tết này đó. Không biết là anh đã hạ gửi được con mình đã được Tết. Dạ. Gửi mi. Để lại dạ. Chắc cái chỗ một sư Thái có cái quạt hả một sư Thái à? À có. Nó hù hù quá à, đứng anh à, cái quạt nó, cái gió nó hút mạnh lắm. Dạ. Dạ. Rồi, đây rồi. Đúng rồi đó, bây giờ nó im rồi đó.
chịu khó chịu đóng chút xíu nha. Cảm ơn chú, cảm ơn. Bữa trước kia chú Hào sáng lên không Tuấn ha? Dạ chưa, đêm hôm các mục sư nói chắc có thể vô đêm nay nhưng mà chắc vào trễ á. Xong việc là có khoảng chắc cũng khoảng 10 giờ bên đó. 10 giờ bên đó có nghĩa là còn một tiếng đồng hồ nữa mới có thể vào được. Có một số việc cần làm hôm nay. Anh Hiền, anh Hùng quá, anh Hùng, anh Hiền. Vâng, trong thực tế. À, chào anh Hiền, Hiền phải không? Không, không phải anh Hiền đâu. Hùng đó. Tên là Hùng. Hùng, Hùng. Gọi tôi cũng được mà Hùng cũng được, hai tên bên này. Tôm cô thì cũng được mà Hùng cũng được. Một sư thái thôi em ạ. Cảm ơn Chúa. Hùng. Một sư tài á, nhờ một sư tài cầu nguyện cho một số vấn đề á, một sư tài ạ. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi sao mục sư Thái cầu nguyện xong chắc nhầm mục sư Thái cầu nguyện chúc phước cho mọi người nhé mục sư Thái à. Amen. Rồi bây giờ này mình sẽ dâng nhu cầu của mình lên mình nhờ mục sư Thái cầu nguyện à. Hùng nhờ cầu nguyện cho Hội Thánh Tiền Giang sắp sửa truyền giảng vào dịp Tết này là ngày 6 tây tháng 2. 6 tây tháng 2 á mục sư Tài ạ. À. Với lại cầu nguyện cho xin Chúa ngày ban ơn ban phước trên Hội Thánh và giữ gìn Hội Thánh của Chúa trong những lúc có những sự tấn công từ bên ngoài vào Hội Thánh ạ. À. Truyền giảng hả Tấn? Dạ truyền giảng mục sư ạ. À. Dạ. Truyền giảng vào 6 tây tháng 2 tới nè. Thứ bảy này. Yeah. Rồi. Cầu nguyện anh trên cho anh Phương Thủy đang ở ngoài thành phố Vinh á. Có rất là nhiều anh chị em tin Chúa ở ngoài đó và đang cần kinh thánh. Cầu nguyện là xin Chúa tiếp trợ cho cậu khoảng 200 quyển kinh thánh ạ. À. Chị Xuân Thủy hả? Anh Xuân Thủy á. Anh hả? À. Yeah. Ở đâu vậy anh Tuấn? À, ở ngoài Vinh á. Vinh hả? Ủa sao dạ, Thủy đang ở Vinh hả? Anh Thủy đang ở ngoài Vinh á. Như là quê của anh thì ở ngoài Vinh á. Anh đang ở bên Nga đi về đó thôi. Anh đang truyền giảng hay là sao anh? Anh ở bên Nga, anh đi về đó thăm quê và có dịp để mà truyền giáo ở cái Vinh ở ngoài Vinh á, chỗ anh Thủy á. Cái công tác của anh về này về đó là một phần nữa là đi truyền giảng lời chia sẻ tin lành cho cái làng của mình ở ngoài đó. Mà có rất là nhiều người tin Chúa và cũng có nhu cầu hiện tại là cần kinh thánh. Mình đặt ra con số là khoảng 200 quyển ha. Chúa. Với lại phòng cầu nguyện toàn cầu của mình á ở Việt Nam á là sẽ muốn dự phần vào cho giúp và tặng các em nghèo, mấy em nhỏ nghèo á và về áo thun của phòng cầu nguyện của mình á. Cầu nguyện để Chúa cho mình có sự khôn ngoan để mình đúng là đúng người. đúng nhu cầu cũng không có ý nghĩa. Đúng người đúng nhu cầu đúng rồi. Chị Thắm hỏi gì chị Thắm? Mình có in cái logo của phòng cầu nguyện mình không? Vâng có chị.
Vậy là mình phải đặt rồi chứ mình không thể mua hòn ấy được. Dạ phải đặt. Dạ đúng rồi. Ồ đặt nó tính giá cao á. Phòng cầu nguyện toàn cầu ở trung tâm mình sẽ chịu trách nhiệm vấn đề đi đặt. Nhưng mà sẽ trước Tết. Có chịu Hoàng Long chứ cũng rành bên đó mà. À dân nhưng mà lúc này chỉ bận lắm. Cho nên một sự kiện tổng cũng và cái trung tâm của mình bây giờ cũng nhiều người làm việc rồi, cho nên người này không được thì người khác cũng làm được để gánh bớt cái nặng. Sao chị nói sao ấy là làm ban ngày luôn hả? Làm ban ngày là sao chị? Ấy là mình hoạt động cả ngày luôn hả hay sao? Ô cái phòng cầu nguyện hả? Dạ. Dạ không, mình thành lập phòng cầu nguyện là cái chỗ đó là cái cũng có một cái chỗ để có người liên lạc thì họ liên lạc ở đó, nhưng mà dù vậy thì anh em cũng đi làm bình thường, nhưng mà trong trong tuần thì họ sẽ dành thời gian mà phân công nhau để mà có thể đi ra làm việc ở ngoài, đi gặp các em nhỏ bên ngoài hay là đi chứng đạo á. Dạ, rồi em hiểu rồi. Dạ. Chứ không có ngồi trong phòng trực. Nhưng mà trong tương lai là một sư kiệt cũng đi cái hướng đó đó, sẽ có người ở trong phòng á. Rồi, còn còn nghe nhu cầu nữa không Tấn? Dạ, chắc còn đó. Có, em cầu nguyện cho các chương trình và công việc Chúa ở bên Nga. Em bị nhiều cái sự tấn công, nhiều cái kia. Chuyện trường. Cho nên Chúa mới cho nghe bài giảng của mục sư Cánh đó. Sao cô? Sao bị khó nên nhìn cái mặt buồn vậy? Em nhớ chồng rồi. Chồng về Việt Nam rồi. Không phải đó. Quê xin chữa. Mục sư xin chữa đánh trần công với em. Này cảm ơn Chúa. Bài chia sẻ của mục sư Cánh được khích lệ nhiều. Amen. Cũng áp dụng được trong nhiều hoàn cảnh của mình lắm. Dạ, em mỗi lần ngã xuống này đừng bo dày bằng cái bài giảng đấy. Cứ lấy cái câu kinh thánh mà người công bình ngã 7 lần cũng đứng dậy tiếp tục mình làm. Dạ. Con nguyện để Chúa trọi kẻ mạnh sức ở nơi cái vùng này để mà. Amen, chắc chắn là Chúa làm việc đó rồi. Đúng. Tại vì em trong vòng 6 tháng trở lại đấy. Amen. Kế hoạch trong vòng 6 tháng trở lại đấy em phải làm rất là nhiều việc mà. Rồi. Cầu nguyện Chúa sẽ phái những người đến để mà công tác với mình. Công nguyện để Chúa đưa một chú Loan sang làm công việc Chúa hỗ trợ công việc em thì công nguyện để Chúa sai. Bài đó là quá tuyệt vời rồi. Cảm ơn Chúa. Chắc chắn là Chúa sẽ làm thành. Một chú Tài cầu nguyện cho 2 năm nữa mình sẽ có hội đồng bồi linh của phòng cầu nguyện toàn cầu của mình ở Việt Nam ha. Yeah. Chúa cho mình có những diễn giả xuất sắc của Chúa. Này hai năm nữa. Hai năm nữa. Dạ. 2 năm hả? Dạ 2 năm nữa thôi. Dạ 2 năm nữa được rồi. 1 năm thì quá sớm mà 2 năm chắc được. Cảm ơn Chúa. Cả nhà mình có ai mà cảm động trong vấn đề dự phần vào để hầu vị Chúa trong vấn đề mà tặng áo thun cho các em nhỏ đó thì liên lạc với phòng cầu nguyện trung tâm á, mình có thể bàn với họ ha. Chắc liên lạc với một sư kiệt. Chắc bá thủy cỏ đi. Nghèo bận đó, người nghèo. Mình dự phần vào để anh em được khích lệ. Kỳ này mục sư Kiệt sẽ đặt áo đỏ. Màu đỏ nổi dữ vậy. Làm cho nổi luôn mà.
Màu đỏ là logo màu gì? Cũng màu xanh nhưng mà có viền trắng. Màu đỏ là màu xanh nó liễm mất, màu xanh nó chìm mất tiêu. Làm cho cái logo nó nổi lên chứ chơi cái áo nổi thì cái logo đâu có nổi. Tại vì cái logo của mình không có thay màu được chứ. Vậy hả anh? Áo thì thay được nhưng mà logo của mình đấy phải giữ thôi chứ mình không thay màu được. Nhưng mà lấy cái áo nó màu đỏ thì cái logo màu xanh làm sao nó nổi cái màu xanh lên. Nhưng mà nó có viền trắng nha, cái viền trắng của cái logo á là một cái viền trắng bự. Cái logo xong rồi có một cái viền trắng vòng ngoài rồi xong rồi mới tới màu đỏ của cái mình giải. Dạ. Nhưng mà không sao đâu. Màu đỏ là nổi quá. À, màu trắng thì đây màu trắng cho dành cho những người nhân sự của mình trước rồi cho nên chứ lạ lạ đó không sao. Cảm ơn Chúa. À, mình còn cái nhu cầu gì cần cầu nguyện nữa ha? Một sư tài đang ghi xuống nè. À đúng rồi, mình cầu nguyện trong những ngày sắp tới đó là còn cầu nguyện sẽ tổ chức một cái buổi đầu tiên là cộng tác với các phòng cầu nguyện đi truyền giáo ở Việt Nam. Các phòng cầu nguyện cộng tác với các phòng cầu nguyện đi truyền giáo. Cầu nguyện để em đi được. Gì vất vả quá. À đấy, cảm ơn sư ơi. Sao này vui lắm nếu mà đi phát quà cái em nhỏ đấy. Mỗi một lần mình cộng tác nhau mà mười mấy cái phần cầu nguyện ngoài cộng tác lại cũng được, mình đi mấy chuyến xe vừa đi du lịch vừa đi truyền giáo vui không? Ai mà không muốn đi mới lạ đó. Không có về đi, không có về rồi sắp xếp đi rồi đi. Mà muốn về Việt Nam đó nha. Dạ, con là sở trường tên đường đó mục sư ạ. Yêu thích tên từng cái số. Ở Việt Nam mình là không đi tìm người giống như ở ngoài nước ngoài. Nước ngoài mất đi ra ngoài lựa người. Dạ. Đi tìm thôi. Đi tìm kiếm. Đi tìm. Có Việt Nam mình bước ra đường đụng. Một chuyện đấy thì 10.000 cái số. Đi dọc 10.000 để tìm. Đúng là ở nước ngoài là đi tìm chiên đi lạc là đúng đó. Tìm chiên lạc. Cảm ơn Chúa. Tìm chiên họ bảo là chúng mày vô lo vô công ý. Giờ tiến hoàng công việc. Bình thầu đó. Đang bị thầu á. Ấy chứ, cái đó là bình thường mà. Không gọi gì là. Rồi còn điều gì nữa không ha? Mục sư Tài đang ghi xuống để mà cầu nguyện cho mình. Cầu nguyện cho mục sư Hưng nha, mục sư Tài à. Mục sư Hưng đang bị gì nãy nhắn tin là bị bệnh á, bị sốt hay gì đó. Ô hàng gì không thấy mục sư Hưng online. Chào các mục sư nhé, chào Tuấn nhé. Dạ dạ. Rồi mục sư chỉ nhắn tin lại nào. Mục sư Hưng đang bị bệnh, không có vào phòng được, nhờ cả nhà cầu nguyện cho ạ. Bệnh không có bệnh gì hả Tuấn? Dạ. Mục sư không có nói bệnh gì hết, nói là mục sư nói là mục sư đang bị bệnh thôi à. Mục sư Hưng phải không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi vậy là cầu nguyện Chúa chữa lành từ đầu tới chân thôi, không biết bệnh gì nữa. Chào mục sư Thái, chào mục sư Tài. Dạ, chào thầy. Chào thầy. Sau này đứng lên cái đang đặt rồi, không biết nó xấu đẹp gì để nó về xong, nếu mà nó đẹp thì tiếp tục đặt những cái bảng tên á, có vòng tròn giống như cái logo của mình vậy đó. Ở trong nó có kim tay, nó kim vô thì mình không có cần phải mặc cái áo của mình, cái áo nào mình cũng mặc được hết, xong mình bỏ cái logo ngoài này. Đấy, 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 đấy.
Rồi còn nhu cầu gì nữa không ha? Còn nhu cầu thì còn đúng rồi. Mình cầu nguyện để cái điều này mỗi ngày mình nên cầu nguyện cho 2 năm tới 5 năm là 63 tỉnh thành của mình đều có cái phòng cầu nguyện toàn cầu của mình đó mục sư ạ. Dạ. Chúa thêm sức cho mục sư Kiệt với lại các mục sư ở trong chức vụ này. Trong vòng 6 năm hả? Từ 3 năm từ 2 năm cho tới 5 năm là các tỉnh thành của mình phải 63 tỉnh á. Mới có hết á. 10 năm thì các xã, các quận đều phải có hết. Dạ. Cầu nguyện cho các phòng cầu nguyện của mình hiện tại cũng như trong tương lai. Xin Chúa trợ hay là mở đường cho có cái đường wifi đó nha mục sư. Dạ dạ dạ. Dạ. Chưa. Rồi. Rồi, còn người như nào không Tấn? Rồi, mọi người còn gì nữa không ha? Câu hỏi để mình nêu ra để cho mục sư có gì đó để cầu nguyện nữa. Em muốn cầu nguyện cho cháu ạ, cho Naomi. Nó bị cái hàm răng làm sao mà nó cứ đen đen mà nó cứ bị lộ lộ như chân kim ấy, mà nó bị ế cái hàm răng dữ. Em xin chuộng Phước Phước để cháu đi khám nó bác sĩ. Đó là mi bị răng bị bệnh đó em một xưa ơi. Mấy cái tên gì? Cháu tên Nguyễn Cẩm Ly ạ. Nguyễn Cẩm Ly. Chúc phước cho cháu Cẩm Lý là chị con gái, còn Hoàng Giá là con trai ạ. Nguyễn David cho cháu học giỏi, vâng lời của vâng lời ba mẹ. Trong phòng cầu nguyện mình tất cả mọi người là con thân nhân với nhau nha. Lỡ mà có nói lỡ lời gì cũng bỏ qua, thông cảm và thương thương mà bỏ qua cho nha. Chào các mục sư, chào cả nhà. Dễ giận nha. Không được giận á. Để mình biết là mục sư ơi, Thái Phạm có nhu cầu cầu nguyện xin các mục sư và quý ông bà con cái Chúa cầu nguyện cho Thái Phạm công việc mới ở Ufa, công việc Chúa mới Ufa. Và xin Chúa cũng chu cấp cho phòng làm việc ở giữa Ufa này, chú cầu chu cấp cho vốn hàng hóa như thế nào theo đẹp ý Chúa nhất thì Chúa ban cho để mà tiếp tục có một công ăn việc làm ở dưới này ổn định như thế hầu được Chúa. Ufa là bên Nga đó mục sư ạ. Vâng, cùng chỗ ở Việt Hòa. Cái đó là cái gì hả Tấn? Ufa là thành phố Ufa. Thành phố U Khoa hả? Dạ đúng rồi, chữ U với chữ Pha. À. Dạ. Là ở bên đó là bên đang các anh chị em ở bên Nga. Dạ. Với đặc biệt cầu nguyện cho họ một số chưa có giấy tờ ổn định đó mục sư. Dạ. Sớm được cái mở đường để làm được các giấy tờ ổn định ở bên đó. Chưa cũng chúc phước cho là gia hạn giấy tờ được nhanh. Dạ. Tạm là giấy tờ tháng 3 này hết đang gia hạn, và xin chúc phước cho được xong sớm.
Chưa. Đợi. Vậy đi ha, mục sư Tài cầu nguyện xong rồi, nếu mà còn gì mình sẽ tiếp tục nữa ha. Cái list dài quá mục sư quên à. Quên hết á. Chị Lễ ơi, chị có cái gì cần cầu nguyện không chị Lễ à? Dạ, nhờ phòng cầu nguyện cho Chủ nhật này ngày 7 Hội Thánh có chương trình truyền giảng 2 giờ chiều. Chị Lễ ở Hoa Kỳ á nha mục sư ạ. Ngày 17 phải không? Dạ. Truyền giảng lúc 2 giờ. Dạ. Hello, hân hạnh được làm quen với lại cái máy của này là của cô Diệp á. Đúng rồi, máy của tôi đây. Dạ, yeah. Đó là ai vậy cô? Con gái tôi đây. Ồ vậy à. Chú ban phước cho cô con gái của cô Diệp ạ. À. Dạ, con chào mục sư, chú ban phước cho mục sư. Dạ, anh Tuấn không phải mục sư đâu ạ. À. Dạ. Kêu anh Tuấn được rồi ạ. À. Dạ. Chú ban phước à. Cô tên gì vậy ạ? Chị tên gì ạ? Dạ, dạ con tên Phương ạ. Bao nhiêu tuổi là sinh con ghê vậy ạ? Dạ 26 ạ. 26 ạ, kêu anh Tuấn mà anh được rồi, anh Tuấn còn trẻ lắm. Dạ. Dạ. Tên gì quá là tên Phương phải không? Dạ. Rồi chú ban phước cho Phương nha. Dạ chú ban phước cho anh. Phương còn đi học không ạ? Dạ chuẩn bị em bé chuẩn bị đi học thôi ạ. À. Em bé đi học. Rồi chú ban phước cho gia đình. Dạ cảm ơn anh ạ. À. Ừ. Phương có nhu cầu gì cần cầu nguyện không ạ? À? À, dạ. À, em đang có em bé được 5 tháng. À, xin nhờ mọi người và mọi các mục sư cầu nguyện giúp cho gia đình em. Xin Chúa chúc phước cho tài chính của gia đình với chúc phước cho em bé. À, tháng 5 này em sinh ạ. À? Ờ, tháng 5 này sinh. Ok rồi. Mục sư Tài nha, mục sư Tài ạ. À. Chị Phương phải không? Dạ. Cầu nguyện cho Chúa tiếp trợ tài chính phải không? Dạ. Em bé chưa sinh ra một sư ơi, cầu nguyện xin chú ban cho sức khỏe em bé với lại mẹ. Rồi, chút xíu một sư sẽ cầu nguyện cho Phương nha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. À, cảm ơn một sư. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện nha. Amen. Chưa. Rồi tất cả chúng ta cùng nhau hiệp ý với tôi xin được cầu nguyện trong buổi tối hôm nay, xin Chúa là Đấng sẽ dẫn dắt mọi đời sống của chúng ta trong thời gian này. Tất cả chúng ta cùng nhau hiệp ý tôi xin được cầu nguyện. Chúng con kính lạy Ngài là Đức Chúa Trời ba ngôi, là Cha vinh hiển, là Đấng nhân từ, là Cha thành tín của chúng con. Ngài biết được tất cả nhu cầu của anh em chúng con và Ngài biết được tất cả mọi chương trình, mọi kế hoạch của Ngài trên mọi đời sống của chúng con. Cha ơi, cho con cảm ơn Ngài buổi tối hôm nay chúng con được ngồi lại với nhau trong phòng cầu nguyện toàn cầu này. Thì con biết rằng đây là cái nhu cầu chúng con cần ngồi lại với nhau để chúng con biết được những cái tâm tư, cái nguyện vọng và biết được những cái nhu cầu của mọi anh em chúng con. Cha ơi, đây cũng là cái cơ hội để chúng con có thể gây dựng đức tin với nhau trong tình yêu thương của Ngài. Cha ơi, thì giờ này con cũng được tất cả anh em chúng con nêu ra trong vấn đề để cầu nguyện, cầu thay cho nhau. Và đầu tiên con cầu nguyện cho Hội Thánh Tiền Giang vào ngày 6 tháng 2 có những chương trình truyền giảng. Mình xin Chúa Ngài Đấng sẽ giúp đỡ cho tất cả những cái chương trình và những cái kế hoạch và ở trong Hội Thánh đã đưa ra trong ngày hôm đó. Và con tin rằng vì Chúa nói rằng nơi nào là có những bằng chứng của kẻ đạo truyền tin lành là nơi đó là có những sự tốt đẹp, có những sự kết quả tốt lành để đem những linh hồn thương mất được trở lại và thờ phượng Ngài. Trời ơi, con cảm ơn Ngài. Vì Chúa ơi, chúng con từ cổ phụ chúng con đã quên đi và không còn nhớ được cái nơi nào là đáng để thờ phượng và cái đấng nào đáng để thờ phượng. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con tin rằng trong cái buổi truyền giảng này,
thì nhiều những linh hồn hư mất sự được trở lại và tôn vinh thờ phượng, quay lại thờ đúng một cái đối tượng, đó chính là Đức Chúa Trời đã đấng quyền năng để cứu tất cả mọi con người. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài đấng ban ơn cho tất cả những anh chị em chúng con ở tại nơi đó, và luôn là đấng sẽ ban sự khôn ngoan dù bất cứ gặp nan đề gì, thí dụ gặp chính quyền địa phương, dù có làm khổ gì khó dễ gì, xin Chúa Ngài đấng cũng giúp đỡ cho anh em chúng con có cách để giải quyết tất cả mọi công việc ở tại nơi đó. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Vì Chúa nói rằng không điều chi quá khó đối với Ngài, con tin rằng Chúa Ngài đấng sẽ giúp đỡ anh chị em chúng con ở tại nơi đó, tất cả ban lãnh đạo ở tại nơi đó. Chúa ơi, sẽ có sự khôn ngoan để lo những công việc trong ngày hôm đó, để mục đích là đem nhiều linh hồn hư mất, gạt nhiều linh hồn hư mất được trở lại thờ phượng Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Ngài cũng ban phước lại cho anh chị em chúng con ở tại nơi đó, đặc biệt là hội thánh Tiền Giang này sẽ một cái buổi truyền giảng sẽ cứu được nhiều con người và sẽ đem đến khích lệ và tất cả những người dân ngoại và tất cả những thân tín hữu tại nơi đó sẽ được nhiều người tiếp nhận Ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con tin rằng mọi công việc của anh em con làm mục đích là để cứu, để đem những con người hư mất được đi đúng theo con đường và đúng theo lẽ thật của Ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước đặc biệt là thánh Tiền Giang vào ngày 6 tháng 2 này. Nguyện xin Chúa Ngài đổ thần linh của Ngài, Ngài đổ thần sự sống của Ngài, Ngài đổ thần sự phước hạnh của Ngài ở trên hội thánh tại Tiền Giang này. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài đấng luôn luôn Ngài là đấng sẽ giúp đỡ, giúp sức cho anh em chúng con trong những cái ngày đó. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban thánh linh của Ngài dẫn dắt anh chị em chúng con, để ban sự khôn ngoan của Ngài trên anh em chúng con để làm những công việc đó, để được cái sự thành công và trong sự đắc thắng tất cả mọi sự quyền lực của sự tư tâm, quyền lực của sự băng phá, quyền lực của sự làm cho chia rẽ ngay từ giờ đó. Mà nguyện xin Chúa Ngài đấng luôn luôn làm Chúa trên mọi chương trình. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Thì giờ này còn giao phó hội thánh Tiền Giang trong bàn tay năng quyền của Ngài. Xin Ngài đấng luôn luôn tiền trị trên đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Một lần nữa con cũng cầu nguyện cho anh Xuân Thủy đang về Việt Nam ở tại thành phố Vinh. Nguyện xin Chúa Ngài cũng ban ơn tiếp trợ cho anh Xuân Thủy và những cái sự nhu cầu của anh là cần 200 cuốn kinh thánh để giúp đỡ những con người đang cần cuốn kinh thánh, để giúp lời của Ngài cho những con người ở tại đây. Ôi Chúa ơi, chúng biết rằng lời của Chúa là lời sống và linh nghiệm, thì chúng con biết rằng lời của Ngài được chép vào trong kinh thánh, và chúng con rất cần những điều đó để làm một cái lời sống cho tất cả anh chị em con, đặc biệt những người mới tiếp nhận Chúa Giêsu tại đây đó. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn và chúc phước đặc biệt cho anh Xuân Thủy, để Ngài là Jehovah-Jireh, Ngài sẵn sàng, Ngài ban những con quà của Ngài để sẵn sàng cho anh Xuân Thủy đang cần 200 cuốn kinh thánh này. Chúa ơi, Ngài là đấng tiếp trợ cho anh Xuân Thủy trong thời giờ này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Vì Chúa nói với chúng con rằng hãy xin đi sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì ta sẽ mở cho. Chúng con tin rằng qua cái sự chúng con hiệp nhau ngay thời giờ này, chúng con hiệp một có sự cầu nguyện, con tin rằng Chúa Ngài là đấng sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng con. Ngài biết được nhu cầu của người anh em chúng con ngay thời giờ này. Xin Chúa Ngài tiếp trợ, Ngài cung ứng đặc biệt trong giờ này. Chúng con cảm ơn Ngài. Vì tất cả mọi sự ở trong Ngài không có điều quá khó chơi. Vì lời Chúa nói trong Jeremy đoạn 33 nói với con rằng hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho việc lớn và khó nhưng biết các người chưa từng biết. Chúng con tin rằng mọi việc đôi khi chúng con không biết gì xảy ra, không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng con tin rằng Chúa Ngài đấng sẽ làm trội hơn những gì mà chúng con cầu xin nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Không phải chỉ có 200 cuốn kinh thánh mà sẽ hàng ngàn cuốn kinh thánh Ngài tiếp trợ cho hội thánh ở tại đây, và cho anh Xuân Thị luôn luôn được sự tiếp trợ của Ngài đặc biệt. Cho chúng con cảm ơn Ngài. Vì xin Chúa Ngài đấng tiếp tục Ngài đổ đầy ơn của Ngài trên anh Xuân Thị, mục đích là một cái đời sống của anh sẽ được đem ảnh hưởng những con người ở tại đây, sẽ nhiều những con người sẽ biết đến và sẽ biết đến về Chúa Giêsu, biết đến về sự ánh sáng của Ngài. Chúa ơi, còn cảm ơn Ngài. Vì lời Chúa nói có rằng, lời Chúa nói rằng có là muối của đất là ánh sáng thế gian. Thì chúng con, nếu chúng con là muối của đất thì đến đâu phải có những cái vị mặn, đến đâu có một cái vị mặn đó sẽ đem những con người sẽ thấy được cái vị mặn đó ở trong đời sống của anh Xuân Thủy. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Đặc biệt là mang sự sáng của Ngài trên anh Xuân Thủy, đi nơi nào được sự gặt hái những sự linh hồn và được trở về với Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, xin Chúa Ngài ban ơn và chúc phước đặc biệt cho anh Xuân Thủy được đầy dạy sự phước hạnh, sự khôn ngoan, sự trí thức từ nơi Ngài. Cho chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Chúa Ngài là Cha toàn năng chúng con. Xin Chúa Ngài đổ đầy trên đời sống của anh Xuân Thủy được ơn và trong được sức của Ngài. Vì Chúa nói rằng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới và sẽ được các cánh bay cao như chim ưng đi và không mệt nhọc chạy và không mòn mỏi. Chúng con tin rằng Chúa Ngài đấng đổ sức cho anh Xuân Thủy sẽ nhiều những con người sẽ biết về Chúa Giêsu qua cuộc đời của anh Xuân Thủy. Cho chúng con cảm ơn Ngài.
Alleluia, chúng tôi biết rằng Ngài là cha toàn năng của chúng con, Ngài là vua nơi đây, chúng con là cha thành tín của chúng con, cho con cảm ơn Ngài. Alleluia, con xin cầu nguyện tiếp theo cho cái phòng cầu nguyện toàn cầu chúng con. Và chúng con ước ao rằng trước Tết chúng con có những cái nhiều ân nhân, nhiều những các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ cho cái vấn đề để chúng con muốn được mua những cái áo để giúp đỡ cho tất cả các em nghèo khổ, như các em cần được cái chiếc áo, và để một cái chiếc áo đó để giúp cho tất cả mọi chúng con đều có để mà để thứ nhất là để chúng con được cái in được cái logo của phòng cầu nguyện chúng con tại nơi đó, để bà con biết rằng để con mục đích để người ta thấy và người ta sẽ ngạc nhiên rằng, người ta sẽ hỏi rằng cái áo này là ở đâu, thì chúng con có cơ hội để chúng con nói về danh của Ngài, có cơ hội chúng con sẽ nói về những cái đến về cái giới thiệu về phòng cầu nguyện của Ngài, rồi để nhiều người được biết đến, nhiều người sẽ muốn tham gia để cầu nguyện cầu thay cho nhau. Chúng con cảm ơn Ngài, vì xin Chúa Ngài đổ phước của Ngài trên anh em chúng con ở trong phòng cầu nguyện toàn cầu này. Chúa ơi, xin Chúa Ngài đổ đầy sức mới của Ngài, Ngài đổ đầy sự khôn ngoan của Ngài trên anh em chúng con, cho chúng con cảm ơn Ngài. Vì xin Chúa Ngài tiếp trợ cung ứng đặc biệt về tài chính, về tất cả mọi nhu cầu của phòng cầu nguyện toàn cầu này, Chúa ơi, và tất cả mọi sự, và khi chúng con đưa ra, nêu ra để chúng con cầu nguyện, tin rằng Chúa Ngài biết được, Ngài sẽ đáp lời, Ngài sẽ đáp ứng như lời cầu nguyện chúng con, cho chúng con cảm ơn Ngài. Ngài sẽ khiến những con quà của Ngài, Ngài sẽ sẵn sàng những con quà của Ngài, cho chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cùng tin rằng Chúa Jesus Christ, Ngài là Đấng sẽ làm được mọi sự cho chúng con, cho chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tin rằng bởi những tin chúng con tin cậy nơi Ngài, vì Ngài là Đấng có nguồn sự phước hạnh, nguồn sự bình an, nguồn sự giúp đỡ cho chúng con, cho chúng con cảm ơn Ngài. Alleluia, chúng con cảm ơn Chúa Jesus Christ, Ngài là Đấng toàn năng, là Cha đời đời, là Đức Chúa Trời quyền năng của chúng con, cho chúng con cảm ơn Ngài giờ này. Xin Chúa Ngài Đấng tiếp tục Ngài ban cho phòng cầu nguyện chúng con mỗi ngày sẽ có những cái sự tươi mới, mỗi ngày có những chương trình, có những kế hoạch mới để phòng cầu nguyện toàn cầu của Ngài sẽ càng ngày càng nhiều những con người sẽ biết đến, nhiều con người sẽ muốn được cầu nguyện, muốn được đến đây để tham gia cùng nhau cầu thay cầu nguyện cho nhau, cho chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Một lần nữa con cầu nguyện thêm cho hội thánh bên Nga. Chúa ban sự khôn ngoan cho những cái người đang hầu việc Chúa tại đây. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn đặc biệt trên những người có trách nhiệm để lo cho hội thánh Ngài tại bên Nga. Nguyện xin Chúa Ngài ban sự khôn ngoan, Ngài ban sự trí thức. Vì Chúa nói như cái lời con Solomon ông nói với Đức Chúa Trời rằng ông không có cần vàng bạc châu báu, nhưng ông cần sự khôn ngoan. Nguyện xin Chúa Ngài cũng đáp lời sự khôn ngoan của Ngài ban cho tại hội thánh bên Nga, để có sự khôn ngoan để càng ngày càng là công việc của Ngài tại đó sẽ càng ngày càng phát triển. Nguyện xin Chúa Ngài đổ thân của Ngài trên anh chị em chúng con ở tại đó sẽ có những cái sự khôn ngoan từ nơi Ngài. Vì Chúa nói với con là hỏi anh em những ai kém sự khôn ngoan hãy cầu xin Đức Chúa Trời, vì con cầu xin Ngài ngay từ giờ này. Ngài sẽ đổ sự khôn ngoan của Ngài trên anh em chúng con, đặc biệt ở tại bên Nga, để có sự khôn ngoan để giúp đỡ cho công việc Ngài càng ngày càng phát triển, càng lan rộng cho tất cả đất nước bên Nga sẽ được biết được tin lành, càng ngày càng lan rộng, cho chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, Chúa ơi, không điều gì quá khó đối với Ngài. Con tin rằng Chúa Ngài đã làm được tất cả mọi điều đó cho anh em chúng con, cho con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời Ngài là Cha toàn năng của chúng con. Xin Chúa Ngài luôn luôn Ngài ban ơn chúc phước đặc biệt cho anh em chúng con, để có những đời sống thuộc linh đầy ơn, thuộc linh đầy sự sức giàu của Ngài, để người anh em chúng con tại đó sẽ làm và tất cả mọi công việc được Ngài giao, và công việc của Ngài sẽ được phát triển ở tại đó. Trời, cho con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời Ngài là Cha vĩ đại của chúng con. Hallelujah. Một lần nữa chúng con cũng cầu nguyện cho chương trình 2 năm cho cái chương trình đại hội phòng cầu nguyện toàn cầu của chúng con. Chúa ơi, chúng con ước ao rằng điều chi Ngài nói với con là điều chi Ngài đã nhất định thì Ngài làm cho xong, và điều chi Ngài đã muốn thì Ngài làm cho thành. Và điều chi Ngài đã muốn rồi, Chúa ơi, không có con người nào có thể băng phá được cái chương trình của Ngài. Chúa ơi, trong 2 năm này chúng con sẽ tin rằng Chúa Ngài là Đấng sẽ làm cho phòng cầu nguyện toàn cầu của chúng con sẽ lan rộng, sẽ nhiều những các mục sư được ơn sẽ tham gia vào cái phòng cầu nguyện này, để hội thánh và tất cả các nơi, các nước trên thế giới này sẽ biết về phòng cầu nguyện của chúng con, sẽ họ đến đây và cùng nhau để giữ phần ở trong mọi việc, giữ phần ở trong mọi sự ở trong phòng cầu nguyện này. Và đặc biệt trong 2 năm nữa chúng con sẽ mở một cái chương trình đại hội. Chúa ơi, sẽ có những mục sư đầy ơn sẽ đứng ra sẽ chia sẻ lời của Ngài trong những ngày đó. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Quyền xin Chúa Ngài đáp lời con nguyện của chúng con trong buổi tối hôm nay. Ngài là Đấng thành tín, Ngài Đấng công bình, Ngài biết được tất cả lời cầu nguyện của con, Ngài biết được nhu cầu của chúng con trong buổi tối hôm nay. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Một lần nữa con cũng cầu nguyện cho
công tác truyền giáo tại Hội Thánh Toàn Cầu, và xin Chúa Ngài cũng ban cho tất cả anh chị em chúng con ở nước ngoài cũng như ở bên Việt Nam. Nguyện xin Chúa Ngài ban cho tất cả anh chị em chúng con đều có một tâm lòng, đều có một tâm tin như Đấng Christ Ngài đã có, để chúng con dù ở nước nào, dù ở nơi địa phương nào, dù ở tất cả các nước nào trên thế giới này, khi chúng con về lại hiệp lại với nhau thì trời chung chúng con chỉ là một cha một thân ở trong Đấng Christ trời. Xin Chúa Ngài giúp ban ơn cho mọi chúng con có những chương trình sẽ đi truyền giáo tất cả ở trên đất nước ở từ Việt Nam này, và tất cả anh chị em con sẽ giữ vững ở trong vấn đề để truyền giáo. Nguyện xin Chúa Ngài ban những cái chương trình đó sẽ được kết quả trong ý muốn của Ngài. Giờ chúng con cảm ơn Ngài. Con tin rằng tất cả mọi công việc chúng con làm đó không phải để tôn vinh bất cứ một con người nào, không để dành riêng vinh hiển bất cứ một cái tôn giáo nào, bất cứ một con người nào. Mục đích chúng con làm như vậy để vinh hiển một Đức Chúa Trời quyền năng của chúng con, mục đích để làm vinh hiển một Đức Chúa Trời đầy uy quyền ở trên mọi đời sống chúng con. Giờ chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa Ngài đấng tiếp tục Ngài đáp lời cầu nguyện chúng con, và tất cả anh chị em chúng con sẽ muốn được giữ vững ở trong vấn đề đi truyền giáo ở tại Việt Nam, mà tất cả anh chị em con sẽ hiệp một lòng trong một ý ở trong công việc đó. Giờ chúng con cảm ơn Ngài, hallelujah. Chúng con ngợi khen Chúa Ngài là Cha vĩ đại, là đấng toàn năng chúng con tin rằng Ngài đấng sẽ lắng nghe lời cầu nguyện chúng con, Ngài lắng nghe những lời kêu van của chúng con ngay từ giờ này. Trời, chúng con cảm ơn Ngài. Không điều gì quá khó đối với Ngài. Trời, chúng con tin rằng công việc đó không quá xa đối với Ngài, không quá xa đối với Ngài. Trời, một ngày gần nhất Ngài là đấng sẽ làm cho lòng của chúng con sẽ ước ao làm những điều đó. Trời, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Chúng con vui mừng, chúng con vui sướng được cầu nguyện cho nhau trong thời giờ này. Hallelujah. Một lần nữa, con cũng cầu nguyện cho một sư Hưng đang bệnh, mà con không biết rằng ông đang bệnh tật gì, nhưng mà Trời con tin rằng Chúa nói với con là Ngài đã gánh tất cả bệnh tật cho con được gặp từ giá. Vì Ngài nói với lần đòn roi của Ngài, và Ngài gánh tất cả bệnh tật cho con trên từ giá. Vì chúng con ngày hôm nay không còn bất cứ bệnh tật nào, không có quyền bệnh tật nào nó có thể phá, mà nó có thể cai trị trên đời sống của mọi chúng con. Ngay từ giờ này đặc biệt con cầu nguyện cho đầy tớ của Ngài là một sự hình. Nguyện xin Chúa Ngài chữa lành đặc biệt trong ngay từ giờ này. Bất cứ bệnh tật nào từ đầu đến đỉnh chân của ông, nguyện xin Chúa Ngài chữa lành cho ông đặc biệt trong thời giờ này. Rồi xin Ngài ban quyền năng của Ngài phóng thích tất cả những quyền lực bệnh tật nào trong cơ thể của một sư hưng ngay thời giờ này. Nguyện xin Chúa Ngài chữa lành, Ngài ban ơn, Ngài chúc phước lại thân thể của một sư hưng trở nên mạnh khỏe trở lại, sẽ phục vụ Ngài trong sự cầu nguyện cho chúng con. Cảm ơn Ngài, hallelujah. Ôi Chúa, xin Ngài đấng phục hồi lại sức khỏe cho một sư hưng, Ngài đổ đầy ơn của Ngài trên một sư hưng, Ngài giúp đỡ cho một sư hưng càng ngày càng được đầy ơn của Ngài. Cho chúng con cảm ơn Ngài, hallelujah. Còn giao phó một sư hưng ở trong bàn tay năng quyền của Ngài, xin Ngài đấng luôn chăm sóc một sư hưng. Ôi Chúa, xin Ngài đổ đầy ơn của Ngài trên một sư hưng, Ngài giúp đỡ cho một sư để càng ngày càng được đầy ơn của Ngài, để đem những linh hồn hương mắt được trở lại thờ phượng tôn vinh Ngài. Cho chúng con cảm ơn Ngài, hallelujah. Xin Chúa Ngài ban phước trên một sư hưng cũng như trên gia đình của một sư, luôn luôn có nhiều tấm lòng như lời của Chúa nói rằng ta và cả nhà ta sẽ phong sự Đức Giê-hô-va, và con tin rằng một sư hưng cũng như vậy, cả gia đình một sư hưng, cả con cái một sư hưng, cả đời sống của một sư hưng sẽ thuộc về Ngài, sẽ thờ phượng Ngài, sẽ phục sự Ngài. Cho chúng con cảm ơn Ngài, hallelujah. Xin Chúa Ngài đổ đầy ơn của Ngài trên một sư hưng trong thời gian này. Chúng con cảm ơn Ngài, hallelujah. Một lần nữa con cũng cầu nguyện cho 63 tỉnh thành ở tại đất nước Việt Nam của chúng con. Trời ơi, xin Ngài đấng làm việc trên tất cả mọi đất nước, mọi dân tộc ở trên đất nước Việt Nam này. Trời ơi, chúng con ước ao rằng cái kế hoạch từ nay đến 5 năm này, trời ơi, chúng con ước ao rằng sẽ có các tỉnh sẽ có những cái phòng cầu nguyện đại diện để tất cả các nơi đó, và sẽ cầu nguyện mà sẽ nhiều những con người sẽ chạy đến và tìm đến với Ngài. Trời ơi, chúng con rằng tất cả 63 tỉnh thành này, nơi nào cũng có tin lành, nơi nào cũng có sự thờ phượng Ngài, nơi nào cũng có những con người sẽ được tìm đến với Ngài, sẽ trở nên phấn hưng lời của Ngài và phấn hưng tin lành của Ngài tại đất nước Việt Nam của chúng con. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài, nguyện xin Chúa Ngài sẽ làm được những điều này. Trời ơi, chúng con ước ao rằng tất cả những người sẽ đồng công tác với chúng con để mở những cái phòng cầu nguyện đây, như là một sư Hào, một sư Kiệt sẽ đại diện, và tất cả chúng con sẽ là cái người sẽ đi mở những cái nơi cái phòng cầu nguyện như vậy. Chúng con xin Chúa Ngài đổ đầy ơn của Ngài trên tất cả anh em chúng con, để càng ngày càng được đầy ơn của Ngài, để đem những cái phòng cầu nguyện càng ngày càng những con người sẽ qua cái phòng cầu nguyện này, sẽ tất cả những các mục sư dù có chia rẽ, dù có bắn phá, dù có không có sự hiệp một, khi mà chúng con đã mở được cái phòng cầu nguyện này, tất cả chúng con đều hiệp một lòng với nhau để mở mang Hội Thánh này, ghi những đức tin, những con người hư mất, kể cả người chính quyền, kể cả đất nước Việt Nam sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời chúng con.
cho con cảm ơn Ngài Chúa trong buổi tối hôm nay. Nguyện xin Chúa Ngài đổ thần linh của Ngài trên tất cả anh chị em chúng con, để càng ngày công việc của Ngài càng phát triển, càng ngày công việc của Ngài càng được phấn hưng ở tại đất nước Việt Nam của chúng con. Cho chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay. Nguyện xin Chúa Ngài cũng đặc biệt Ngài tiếp trợ cho tất cả các nơi, như là vùng sâu, vùng xa, vùng chưa có wifi để phục vụ trong vấn đề cầu nguyện toàn cầu này. Trời, xin Chúa Ngài cũng mở tất cả các nơi, sẽ có những mạng internet, sẽ có những cái nơi sẽ kéo được cái wifi để cho con được kết nối với nhau trong sự cầu nguyện. Trời, Chúa Ngài nói với con rằng không điều gì quá khó đối với Ngài. Ôi Chúa ơi, nơi nào dù ở nơi đó dùng trong vùng xa, Ngài sẽ khiến nơi đó có những cái mạng wifi, có những internet để cho con kết nối với nhau trong sự cầu nguyện. Trời, con công bố trong danh Jesus Christ không điều gì quá khó đối với Ngài. Chúa Ngài là đấng sẽ làm được tất cả mọi nhu cầu của chúng con. Trời, cho con cảm ơn Ngài. Chúng con tin rằng buổi tối hôm nay qua lời cầu nguyện chúng con, qua sự hiệp một chúng con, Ngài là đấng đáp lời cầu nguyện chúng con ngày thì giờ này. Chúng con cảm ơn Ngài Trời ơi, vì Ngài là đấng tốt lành của chúng con, Ngài là đấng vĩ đại chúng con, Ngài là đấng đáng để chúng con ca ngợi Ngài là vua toàn năng của chúng con. Hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tin rằng qua lời cầu nguyện chúng con tối hôm nay đã được Ngài đáp lời, đã được Ngài nhắm lời trong buổi tối hôm nay. Giờ chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Còn một lần nữa con cầu nguyện cho con cho cháu Cẩm Ly, cho ơi đang bị bệnh bị răng bị nhức và bị làm mù, cho ơi con không biết rằng đây là cái bệnh gì ở trong cái núi của cháu. Xin Chúa Ngài đấng chữa lành đặc biệt cho cháu Cẩm Ly trong thời giờ này. Chúa ơi, Ngài là đấng biết được những cái bệnh tật trong cơ thể của cháu. Chúa ơi, chúng con là con người bằng mắt trần, con không thể thấy được bệnh tật đó, nhưng mà Chúa ơi, con biết rằng ở trong cái cơ thể của cháu, ở trong cái núm của cháu có những cái con virus hay là vi trùng hay là bất cứ một cái bệnh nào đó. Ôi Chúa ơi, ngay thì giờ này con trong danh Chúa Jesus Christ con cầu nguyện chúc phước cho cháu được chữa lành từ nơi Ngài ngay thì giờ này, bằng tay năng quyền của Ngài. Ngài sẽ rờ trên cơ thể của cháu Cẩm Ly ngay thì giờ này, được chữa lành từ Ngài hoàn toàn ngay thì giờ này. Chúa ơi, con bởi đức tin con công bố rằng trong danh Jesus Christ cơ thể của bé Cẩm Ly được chữa lành ngay thì giờ này. Tất cả đời sống của cháu Cẩm Ly được Ngài phục hồi lại, hàm răng của cháu sẽ được trở nên khỏe mạnh trở lại. Chúa ơi, sẽ được hoạt động trở lại bình thường. Chúa ơi, tất cả những cái trong cơ thể của bé, những cái tỷ ở trong cơ thể của bé, Chúa ơi, xin Ngài đấng phục hồi lại, không còn bất cứ một cái sự nhức nhối nào trong cơ thể của bé ngay thì giờ này. Xin Chúa Ngài chữa lành quyền năng của Chúa Jesus Christ, Ngài phong thích tất cả những cái bệnh tật ra khỏi cơ thể của bé ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa ơi, vì Chúa nói với con là Ngài ban cho những quy quyền cho con, để cho con đặt tay nói với tất cả những tà linh, nói với tất cả bệnh tật, nói với tất cả những sự quê hoạch nào đó cũng được chữa lành từ người Ngài trong thời giờ này. Chúa con cảm ơn Ngài, con chúc phước đặc biệt trên cháu Cẩm Ly, được Chúa Ngài chữa lành hoàn toàn ngay thời giờ này. Chúa Ngài đấng làm một phép lạ đặc biệt của Ngài trong buổi tối hôm nay. Chúa con cảm ơn Ngài Chúa ơi, thời giờ này con nguyện xin Chúa Ngài ban ơn, Ngài chúc phước cho cháu Cẩm Ly, được Ngài nuôi nấng, được Ngài chăm sóc trong bàn tay năng quyền của Ngài. Cho chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài cũng ban cho cháu David được sự khôn ngoan trong vấn đề học vấn. Nguyện xin Chúa Ngài đổ đầy sự khôn ngoan của Ngài. Ôi Chúa, Ngài nói bên con rằng ai sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Khi cháu kính sợ Ngài, khi cháu thờ phượng Ngài, khi cháu đến với Ngài, thì Chúa ơi, chúng con tin rằng sự khôn ngoan của Ngài sẽ đổ đầy trên cháu. Ngài là đấng sẽ làm cho cháu David này sẽ được khôn ngoan và sẽ lớn lên, sẽ tấm lòng sẽ ước ao, sẽ và phục vụ Ngài nữa. Cho chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước, Ngài đổ đầy ơn của Ngài trên cháu David. Ngài sẽ nuôi nấng ở trong bàn tay năng quyền của Ngài. Ngài chăm sóc cháu ở trong sự tế trị của Ngài. Nguyện thần của Đức Giê-hô-va, Ngài đấng luôn luôn Ngài giúp đỡ cho cháu, Ngài nuôi nấng cháu, Ngài gìn giữ cháu ở trong bàn tay năng quyền của Ngài. Trời, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Chúa, Ngài là Cha toàn năng của chúng con. Xin Chúa Ngài đấng tiếp tục Ngài ban phước trên cháu, được có một tấm lòng càng ngày lớn lên và càng kính sợ Ngài nữa. Trời, chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Ngài Chúa trong buổi tối hôm nay. Một lần nữa con xin cầu nguyện cho tại thành phố Thu Pha ở tại Nga. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho anh chị em chúng con tại nơi đó để giải quyết được vấn đề giấy tờ, để sớm được. Chúa ơi, con biết rằng Chúa ơi, Ngài nói với con rằng
điều chi ngài chúng con cầu xin nơi ngài thì ngài là đấng sẵn sàng ngài đáp lời cầu nguyện chúng con. Chúng con tin rằng buổi tối hôm nay chúng con qua lời cầu nguyện chúng con thì ngài đấng đang hành động ở tại nơi đó. Chúng con cầu nguyện như vậy thì con tin rằng Chúa Thánh Linh ngài đang hành động ở tại nơi đó, ngài sẽ làm việc ở tại nơi ở tại nhà này. Chúa ơi, sẽ làm cho tất cả những người lãnh đạo tại nơi đây, sẽ giúp đỡ cho anh chị em chúng con tại đó sớm có giấy tờ. Ôi Chúa, đặc biệt ngài ban cho anh chị em con được dài hạn lại cái giấy tờ của anh chị em con tại đây, để giúp đỡ cho anh chị em con không điều gì quá khó, không điều gì làm cho anh chị em con phải lo lắng. Chúa ơi, xin ngài làm cho giúp đỡ cho anh chị em con để tất cả giấy tờ và tất cả hồ sơ ngài là đấng sẽ làm việc ở trong văn phòng đó, để làm cho tất cả anh chị em con và tất cả lòng của người lãnh đạo tại đất nước đó sẽ làm giúp đỡ cho anh chị em con. Anh chị em con sẽ sớm được giấy tờ để là được yên ổn và được bình an ở tại đó. Chúa chỉ còn cảm ơn ngài. Hallelujah, xin Chúa ngài đấng đáp lời cầu nguyện của anh chị em con buổi tối hôm nay, đặc biệt lời cầu thay của chúng con trong sự hiệp một này. Chúa ơi, ngài nói với con rằng khi các ngươi hiệp nhau với Đức, cầu xin ta bất cứ điều gì thì ta sẽ trả lời. Cho nên rằng khi chúng con hiệp nhau như vậy, chúng con tin rằng qua lời cầu nguyện chúng con được ngài đáp lời trong buổi tối hôm nay, được ngài lắng nghe và được ngài nhìn thấy lời cầu nguyện chúng con, được ngài lắng nghe buổi tối hôm nay và ngài tiếp được nhu cầu của anh chị em chúng con nữa. Chúng con cảm ơn ngài trời. Hallelujah, chúng con ơi, hãy nói Chúa trời ngài là Cha quyền năng, là Cha đời đời chúng con. Hallelujah. Đặc biệt con cầu nguyện cho ngày 17 sẽ có tiền giảng vào lúc 2 giờ ở tại Hoa Kỳ. Chúa ơi, xin Chúa ngài cũng ban ơn một lần nữa ở tại nơi đây. Ôi Chúa ơi, con biết rằng tất cả những cái chương trình, những kế hoạch của anh em chúng con, cái khải tượng của anh em chúng con sẽ mở một cái buổi tiền giảng như vậy. Ôi Chúa, mục đích anh em chúng con không phải để tôn vinh một con người nào, không phải để tôn vinh bất cứ một cái tôn giáo nào, mà chúng tất cả anh chị em chúng con mục đích để đem sự vinh hiển cho ngài. Mục đích sẽ muốn được cứu những con người hư mất để trở lại và xưng tội và được nhận sự tha thứ từ nơi ngài. Ôi Chúa ơi, xin Chúa ngài ban cho anh chị em con một cái buổi truyền giảng như vậy, sẽ được nhiều linh hồn hư mất trở lại thờ phượng tôn vinh ngài là Chúa là Cha, và biết quay lại với đấng đó. Chúa, chúng con cảm ơn ngài vì Chúa nói với con rằng nhường bằng dân thì sự ta, dân gọi bằng dân ta. Nếu các ngươi hả mình cầu nguyện tìm kiếm mặt ta thì ta sẽ trở lại cứu xin ngươi ra khỏi tay bà. Cho nên chúng con, khi mà chúng con hiệp nhau, chúng con hả mình, chúng con cầu nguyện như vậy, chúng con tin rằng qua cái sự truyền giảng như vậy thì nhiều những con người sẽ được biết về ngài, nhiều những con người sẽ chạy đến để thờ phượng tôn vinh ngài. Chúa, chúng con cảm ơn ngài. Nguyện xin Chúa ngài đổ đầy ơn của ngài trên anh chị em chúng con trong cái buổi truyền giảng như vậy. Mục đích sẽ nhiều những con người sẽ thơ của nhiều con người tiếp nhận, nhiều con người sẽ chạy đến tìm kiếm đến ngài để nhận được sự tha thứ từ ngài. Chúa, chúng con cảm ơn ngài. Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tin rằng qua lời cầu nguyện chúng con buổi tối hôm nay, Chúa ngài là đấng sẵn lòng, ngài sẵn lòng để ngài lắng nghe chúng con. Chúa, chúng con cảm ơn ngài. Một lần nữa con cũng cầu nguyện cuối cùng cho chị Phượng ơi, chị đang trong vấn đề mang mà cần có sự tiếp trợ của ngài. Chị ơi, xin Chúa ngài cũng cung ứng tiếp trợ đặc biệt cho chị Phượng để lo về vấn đề sinh đẻ cho đứa con của chị. Chị ơi, xin Chúa ngài ban ơn và chúc phước cho chị về vấn đề tài chính. Xin Chúa ngài cung ứng đặc biệt trên gia đình của chị. Và chị ơi, ngài nói với con rằng khi ngài đã mở thì không có ai đóng được, và ngài đã đóng thì không có ai mở được. Thì con tin rằng buổi tối hôm nay ngài sẽ mở các cửa sổ, ngài sẽ mở tất cả nguồn phước của ngài, ngài mở tất cả nguồn tài chính của ngài đổ đầy trên gia đình của chị Phượng, và đặc biệt ngài ban trên sức khỏe của chị Phượng để vấn đề sinh đẻ là được trong sự tế trị của ngài, được trong sự giúp đỡ của ngài, trong sự ban ơn của ngài, ngài ban sức cho đứa trẻ này cho được mẹ tròn con vuông. Trời, cho con cảm ơn ngài. Hallelujah. Chúng con tin rằng buổi tối hôm nay qua lời con nguyện chúc phước chúng con buổi tối hôm nay, nguyện xin Chúa ngài sẽ đổ phước hạnh của ngài trên tất cả anh chị em chúng con, ngài ban phước cho tất cả anh chị em con mỗi ngày sẽ được dư nhập phước hạnh của ngài, sự bình an của ngài, sự tuôn đổ, sự tươi mới của ngài trên đời sống của ông bà anh chị em chúng con. Cho con cảm ơn ngài buổi tối hôm nay. Con trình dâng tất cả những nhu cầu của anh em chúng con buổi tối hôm nay trong bàn tay năng quyền của ngài. Xin Chúa ngài đáp lời, đáp lời, đáp lời con nguyện cho con buổi tối hôm nay. Chơi cho con cảm ơn ngài. Một lần nữa con xin trình dâng tất cả anh chị em chúng con và dâng tất cả nhu cầu này trong cánh tay quyền năng của ngài. Và con cũng dâng tất cả thời giờ còn lại trong cánh tay quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Xin ngài tế trị, ngài giúp đỡ tất cả các mục sư và tất cả anh chị em chúng con buổi tối hôm nay trong phòng cầu nguyện cầu này. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ, ngài ban ơn, ngài giúp sức đặc biệt cho anh Tấn luôn luôn được đầy sức khỏe từ nơi ngài, để giúp đỡ cho anh để kết nối nhiều người để lo trong văn phòng cầu nguyện này. Cho chúng con cảm ơn ngài. Hallelujah. Một lần nữa con trình dâng tất cả mọi sự ở trong cánh tay quyền năng của ngài. Chúng con hạ mình trước mặt ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Tài. Chúa ban phước cho Mục sư. Alleluia. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Amen. Alleluia. Cảm ơn. Chúc quý vị nha. À, Chúa chúc phước cho Mục sư nhiều. Alleluia. Dạ. Amen. Chắc chắn là Chúa làm thành ngoài lời cầu nguyện của Mục sư. Amen. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chào Mục sư Tài. Chào Mục sư Tài. Chào Mục sư Hoài. Chào Mục sư Hào. Chào Mục sư Hào. Xin chào chú Sơn. Chẳng thấy hình chú đâu. Chỉ nghe tiếng thôi à. Nghe tiếng là được rồi. Thái làm việc uống nước nhiều thế. Yeah. thứ nước là anh Hiển này. Cái máy R mong ăn. Dạ chú Sơn nói đi ạ. Con anh Tuấn nói không ai nghe được. Ồ. Cảm ơn chú. Anh sao lưng Mục sư. Sao lưng Mục sư Hào có cái quạt không Mục sư Hào? Ồ đã. Dạ dạ. bữa nay tính trên thì sẽ đề nghị tắt quạt hết mọi người. Không kêu cái quạt đây không có cái gì mà nó nha. Dạ dạ. Rồi chào mục sư Ron với mục sư Bát, mục sư Ráp ạ. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho các vị mục sư ạ. Cảm ơn Chúa. Chào mục sư Ráp. Vì cái quạt là cái mà nó hút vô cái nó có tiếng động. Rồi bây giờ là nó im rồi đó. Cảm ơn mục sư nhiều. Mục sư có gặp được mục sư Kiệt không ạ? Có đi không? Dạ hôm nay không có gặp mục sư Kiệt. Dạ dạ. Mục sư Kiệt đang bận không vào kịp ạ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Rồi. Còn nhu cầu gì mình cần cầu nguyện tiếp vào nhờ mục sư nào cầu nguyện à. Cảm ơn Chúa ha. Rồi nãy có nhờ mục sư Thái cầu nguyện chúc phước, chắc là nếu mà không còn nhu cầu gì mình nhờ mục sư Thái cầu nguyện chúc phước xong rồi mình sẽ có thời gian mình thông công với nhau ạ. Cảm ơn Chúa.
Rồi chắc nhờ mục sư Thái cầu nguyện chú Phước mục sư Thái ạ. Dạ rồi. Để chú Phước cho mọi người xong rồi mình sẽ sau đó mình sẽ thông công với nhau. Mục sư Thái cầu nguyện cho Vũng Tàu luôn nha. Ừ, dạ. À, cô cho cô Diệp đó à. Dạ. Rồi 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 những nhu cầu thì tối hôm qua cái gì? Dạ vâng. Dạ, dạ. Cầu nguyện. Vậy đi bây giờ mục sư Thái sẽ cầu nguyện chúc phước bữa nay, đặc biệt là mục sư Thái cầu nguyện chúc phước. Nãy giờ mục sư Hào cầu nguyện cho vấn đề. Mục sư Hào ơi, giờ có vấn đề. Dạ. Rồi, còn nhu cầu nữa mục sư cầu nguyện cho. Để dù vô sư Hào cầu nguyện nhu cầu cho cô nhưng mà bây giờ tôi đâu có nắm được cái nhu cầu của cô Phấn đâu. Thành ra bây giờ mà cô sẽ nói là cô Diệp á. Cô Diệp. Dạ. Cảm ơn Chúa. Tức là cái chỗ cô Diệp á là bây giờ là nhà mục sư cầu nguyện cho hội thánh là sự sống Vũng Tàu ngày càng tăng trưởng, ngày càng có nhiều con cái Chúa trung tín và phận Chúa. Dạ. Amen. Amen. Dạ dạ. Mình cầu nguyện cho hội thánh sự sống Vũng Tàu được phát triển. Amen. Dạ. Cầu nguyện cho để xin Chúa hủy phá cái chùa ở 201 Đông Khu. Xin Chúa biến đổi những con người ở trong đó, tự động những con người trong đó họ biến đổi. Dạ, tôi thấy có một điều thế này, chúng ta hay thích hủy phá cái chỗ của người khác. Thì như vậy, thật ra như vậy nó đúng là chúng ta cần phải cột chối quyền lực của sự tối tăm khu vực đó, cột chối cái linh chủ quyền. Rồi khi mà cột chối cái linh chủ quyền xong, chúng ta được những con người trong đó thì tự nhiên cái cơ sở vật chất đó nó sẽ bị phá thôi. Nên chúng ta đừng nhắm vô cái chùa, nhắm vô những con người. Tại vì những con người đó mà cái chùa đó nó sập xuống mà những con người đó còn, họ đứng lên họ xây nhiều cái khác nữa. Cầu nguyện cho chị Nga, xin Chúa chữa lành cho cái mắt để được sáng. Mẹ. Cảm ơn Chúa. Bảo cô Nga cô phải tự cầu nguyện nhiều vào. Xin Chúa chữa lành một cái gương tai biến biệt nửa người, xin Chúa chữa lành phục hồi hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Không sao, chỗ này là chú thấy là chỗ này mình cầu thai mà. Sao đâu? À, cô ơi, tôi hỏi lại cái chút xíu, cô nói cái chùa ở ngoài Vũng Tàu đó, cái chùa đó tên gì vậy cô? À, chùa Vạn Phước. À, chùa Vạn Phước ha. À, địa chỉ 211 Đông Khu. Dạ. À, xin Chúa chữa lành và hoàn toàn cho chị Hương bị tai biến liệt nửa người. À. Xin Chúa cũng phục hồi lại cho Thoa. À, bị sốt bây giờ chân ngắn chân dài thì tê liệt toàn thân nên xin Chúa cũng phục hồi cho chữa lành. Ai cô? Hoa. Thoa. Thoa, dạ. Yeah. Em ngồi xe lăn đấy hả? À, vâng, bên lại cái cô Thu nữa cũng ở tình trạng như cô Thoa nữa. Bị sốt tê liệt hả cô? Sốt thôi rồi đó, nó tai biến là liệt luôn. À, dạ. Yeah. Sốt bại liệt sau đó là thành biến chứng. Có thể là cái này là sốt gọi là sốt bại liệt đó. Đúng rồi sốt bại liệt đấy ạ. Dạ dạ. Cô Thu nữa. Ai cô? Cô Thu nó cũng sốt như cô Thoa cũng bại liệt luôn. Cô Thu hả? Ờ, dạ vâng. Dạ. Vậy lại xin Chúa cũng chúc phước cho tâm trí của Quế để nhận biết Chúa nhiều hơn để hủy phá cái linh chơi game. Phước cho công việc này rồi đó. Đây là Quế chứ mà là Quế. 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 Cô Quế á. Quế á, Quế là Quế. Quế, cô Quế. Quế á, dạ Quế á. Con trai đấy ạ. À Quế, con trai. Quế. Con rể. À, xin con con rể cho cô Diệp ạ. Ờ con rể. Cảm ơn chú Sơn. Con rể của cho chúc phúc cho tài chính công việc làm của nó. Dạ. Yeah. Cũng quế luôn hả cô? À, vẫn nó đấy ạ, nên nó làm cái yeah. Điện thoại ở 38 Lê Quý Đôn.
chữa điện lạnh nữa con. Điện thoại. Điện thoại. Ở 38 Lê Quý Đôn. Điện chữa điện thoại 38 Lê Quý Đôn. Con lại xin Chúa cũng cho Hà để quay trở về lại để thờ phụng Chúa và hủy phá cái công việc để làm một con ba. Ừ. Cho công việc mới. Cho cái mối quan hệ gia đình. Để cho nó bén tết một xưa. Dạ. Rồi là cầu nguyện Chúa cho em sự khôn ngoan để ông được Chúa ở Vũng Tàu này. Dạ. Cô ơi, tôi hỏi xíu cho mình, tôi cũng chưa có biết được chính xác tên của cô. Cô Diệp. Dạ. Dạ rồi. Và cầu nguyện cho anh Thành để anh bỏ đề đi ạ. Bỏ đề là sao cô? Anh chơi đề á, cờ bạc á. À, chơi số đề hả? Dạ đúng rồi ạ. Với lại cầu nguyện cho hôn nhân của Ngọc và anh để cho vợ chồng nó quay trở lại với nhau. Thảm này có tiến triển gì không cô? Thì nó cũng có chút chút. Dạ. Yeah. Thật ra thì hai người này cần phải có một người một người trung gian, giống như là loài người với Đức Chúa Trời mà bị chia cắt rồi đó, thì cần phải có đấng trung bảo. Thì bây giờ hai người này cũng cần phải có người trung gian để nói chuyện, để giúp cho hai người mới được mới nhanh chóng được cô. Dạ vâng. Chứ để tự nhiên thì hai người bây giờ không ai nhìn mặt nhau, không ai nói chuyện nhau thì cũng khó. Cầu nguyện cho tất cả người thân của em nhận biết Chúa. Dạ. Yeah. Cầu nguyện cho em Ngọc để nhập được khẩu vào 204 Đông Khu vào tại nhà em á. Tên Ngọc hả cô? Dạ. Cho Nghiêm Ngọc để nhập được khẩu vào gia đình nhà em á. Dạ. 204 Đông Khu. Dạ rồi. Dạ cảm ơn mục sư. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta xin tôi tới cô Chúa, chúng ta cùng hiệp ý, chúng ta sẽ cầu nguyện cho những cái nhu cầu của cô Diệp ở tại Hội Thánh Sự Sống Vũng Tàu. Rồi, cảm ơn mục sư ạ. Dạ. Thưa Cha là Đức Chúa Trời của chúng con, đấng tốt lành, đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Sự nhân từ của Ngài còn đến đời đời trên đời sống của chúng con. Và thưa Cha, lời Ngài nói với chúng con, Chúa xây dựng hội thánh của Chúa trên vần đá và các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chúng con tin một điều, hội thánh của Chúa là do chính Chúa Giêsu Ngài xây dựng và Thánh Linh là đấng thiết lập hội thánh. Bởi vậy cho nên, hội thánh của Chúa là hội thánh do đấng sống thành lập, thì hội thánh của Chúa phải là hội thánh sống và hội thánh phát triển. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã sử dụng cô Diệp ở tại Vũng Tàu để lo lắng cho hội thánh của Chúa là hội thánh sự sống. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con trình dâng cái nhu cầu, con trình dâng tấm lòng, con trình dâng sự sốt sắng của cô Diệp về hội thánh của Chúa tại Vũng Tàu lên cho Ngài. Lạy Chúa, trong danh của Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài lắng nghe cái điều cô Diệp muốn và cô Diệp dâng lên cho Chúa, đó là xin Chúa cho hội thánh của Chúa ở tại Vũng Tàu được phát triển, tăng số lượng người, nhiều người được cứu và được đem vào trong hội thánh, và
hội thánh của Chúa ở tại nơi đó cũng được mạnh mẽ về phần thuộc linh nữa. Con cảm ơn Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, con cầu xin Chúa Ngài dấy lên ở tại hội thánh của Chúa, là hội thánh sự sống được ở tại Vũng Tàu, có nhiều những nhân sự, những người cộng tác, những người hết lòng, những người dấn thân vì công việc nhà của Chúa, để cùng cộng tác với cô và các tôi tớ của Chúa tại nơi đó hầu việc Chúa Trời và làm cho hội thánh của Chúa càng ngày càng tăng trưởng và phát triển. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài sức dầu, cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài ban ơn, Ngài ban cho quyền năng, Ngài ban năng lực để các tôi tớ của Chúa sẽ đi ra và kết quả cho Chúa, lấy phép lạ, xin Thánh Linh của Chúa Ngài lấy phép lạ cặp theo lời giảng của các tôi tớ của Chúa để làm cho vững đạo của Ngài. Và nhân danh của Chúa Giêsu Christ, con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài tiếp tục Ngài đồng công với các con cái và các tôi tớ của Chúa ở tại hội thánh sự sống Vũng Tàu, hầu cho hội thánh ở tại nơi đây sẽ càng ngày càng tăng trưởng và mạnh mẽ. Và con tin rằng hội thánh của Chúa là hội thánh sự sống tại Vũng Tàu cũng là một chi thể ở trong thân thể của Ngài, và hội thánh này phải được phát triển, bởi vì một hội thánh sống thì hội thánh đó phải phát triển. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con cột chối mọi quyền lực của sự tối tăm, mọi linh của sự ngăn trở đang tìm cách ngăn trở, quấy rối, đem sự chia rẽ, đem những sự chán nản, đem tất cả mọi cái sự cản trở đến trên hội thánh của Chúa. Trong danh của Chúa Giêsu, tất cả mọi quyền lực đó nó phải bị cột chối và nó ra khỏi, và nó không được phép hành động, mà không được phép chen vào trong công việc Chúa ở tại hội thánh nữa. Còn cảm ơn Chúa, Chúa ban ơn, Chúa sức dầu cho người lãnh đạo ở tại hội thánh, để người lãnh đạo ở tại nơi đó được ơn của Đức Chúa Trời và ở trong mối thông công tốt với Ngài, để nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, nhận biết được đường lối của Ngài và dẫn dắt dân sự của Chúa đi theo đường lối của Chúa, hầu cho hội thánh của Chúa sẽ được phát triển cách đúng đắn và tốt lành nhất ở trong ý muốn của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Thưa Cha, trong danh Chúa Giêsu Christ, con tạ ơn Chúa bởi vì tất cả mọi sự chu cấp của Ngài cho chúng con. Trong sự cứu rỗi của Chúa, Ngài có ban cho con sự giải phóng, giải cứu, giải thoát, chữa lành, bảo tồn, duy trì và làm cho vững mạnh. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chu cấp sự chữa lành cho chúng con ở trong sự cứu chuộc của Ngài. Chính vì lý do đó mà trong danh của Chúa Giêsu, con cậy vào trong lời hứa của Ngài, đó là bởi lần roi của Ngài chịu đã chữa lành tất cả mọi bệnh tật cho chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cậy vào trong lời hứa của Ngài, kẻ tin sẽ nhận được dấu lạ này, lấy danh ta trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay cho kẻ đau được lành. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con căn cứ trên lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài nói với chúng con, nếu chúng con tin, chúng con sẽ làm việc Ngài làm và làm việc lớn hơn nữa. Thưa Cha, trong danh Chúa Giêsu, giờ này con nói với Ngài, con tin và cô Diệp cũng tin, cho nên đã đưa trình dâng nhu cầu này lên cho hội thánh của Chúa, và tất cả các tôi tớ, các con cái của Chúa cùng đang hiệp nguyện với chúng con ở trong phòng cầu nguyện cũng tin vào trong quyền năng của sự chữa lành của Chúa. Cho nên trong danh Chúa Giêsu, giờ này bởi đức tin của chúng con, bởi lời hứa của Đức Chúa Trời và bởi sự thành tín của Ngài, con tuyên bố sự chữa lành của Chúa ở trên đôi mắt của cô Nga. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho đôi mắt này phải được sáng, tất cả những cái gì ngăn trở và làm cho đôi mắt này mờ đi thì nó phải ra khỏi, và đôi mắt này trong danh Chúa Giêsu, ta truyền cho đôi mắt của cô Nga phải được mở ra và sáng lại. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố sự chữa lành và sự phục hồi ở trên bị bệnh tai biến của chị Hương. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho tất cả mọi cái mạch máu, ta truyền cho tất cả mọi cái dây thần kinh, những cái sự tổn thương ở trong thân thể do hậu quả của tai biến nó xảy đến cho thân thể của chị Hương, nó phải được phục hồi. Tất cả mọi cái cơ phận nào đang bị hư tổn do biến chứng của tai biến thì trong danh của Chúa Giêsu, bởi sự chữa lành và bởi quyền năng của Chúa, ta ra lệnh cho tất cả một cái cơ phận đó phải được phục hồi, và cô Hương phải được chữa lành trong danh của Chúa Giêsu. Cô sẽ ngồi đây, cô sẽ tiếp tục, cô sẽ hoạt động và cô sẽ làm chứng về danh của Chúa, về sự chữa lành của Ngài, về sự tốt lành của Chúa. Con cầu nguyện cho cô Thoa, con cầu nguyện cho cô Thu đang bị sốt tê liệt. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, con cũng tuyên bố sự chữa lành của Chúa ở trên thân thể này. Nhờ danh của Chúa Giêsu Christ, tất cả các máu phải được bơm đến đầy đủ các cơ phận. Trong danh của Chúa Giêsu, các mạch máu đã bị hư, đã bị nghẹt, đã bị không hoạt động tốt để
bơm máu đến các cơ thể, các chi thể ở trong cơ thể, thì trong danh Chúa Giêsu nó phải được phục hồi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho cái hậu quả của cái cơn sốt này phải lui xa ra khỏi cô Thoa và cô Thu. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ, ngày xưa Chúa đã đỡ những kẻ què đứng dậy, Chúa đã đỡ những kẻ bại đứng dậy, thì trong danh của Chúa Giêsu Christ, con tin cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn còn tồn tại và vẫn còn hành động ở trên đời sống chúng con. Căn cứ như lời Ngài nói với chúng con rằng cơn mưa cuối mùa sẽ lớn hơn cơn mưa đầu mùa, và mọi quyền năng, mọi phép lạ của Chúa đã xảy ra ở trong thời đầu của hội thánh của Chúa, thì ngày hôm nay chúng con đang là những người ở trong thời kỳ cuối, thì quyền năng của Chúa sẽ càng đổ mạnh ra hơn nữa ở trên đời sống chúng con, để làm chứng về Chúa, về danh của Ngài, về sự về quyền năng của Ngài, hầu cho cả thế giới này sẽ tin nhận Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài. Và chính vì điều đó mà chúng con tin cậy và chúng con công bố sự chữa lành của Chúa ở trên cô Thoa cũng như cô Thu. Cảm ơn Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành của chúng con. Cảm ơn Chúa, Ngài luôn luôn là đấng chu cấp. Lời Ngài nói với chúng con, Ngài sai sự chữa lành đi, và sự chữa lành sẽ đến ở trên đời sống của tất cả anh em chúng con, là những người mà con đã nêu tên, cô Hương, cô Thoa và cô Thu, để tại nơi đây Hội Thánh Sự Sống ở tại Vũng Tàu sẽ có những lời chứng sống, sẽ có những lời chứng mạnh mẽ, và sẽ có những nhân chứng thật sự đang còn tồn tại ở tại nơi đó, để làm chứng về quyền năng của Chúa, hầu cho danh của Chúa và lời của Chúa sẽ luôn luôn đứng vững và phát triển một cách mạnh mẽ. Con cảm ơn Ngài. Cha ơi, con cầu nguyện cho Quế. Cảm ơn Chúa bởi vì người anh em con đã được Chúa cho có công việc làm. Cảm ơn Chúa bởi vì người anh em con cũng là một con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái đời sống của anh em con có những cái thói quen mà người anh em con chưa thắng hơn được. Nhân danh của Chúa Giêsu, con chúc phước cho người anh em này. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho thần linh của sự mạnh mẽ của Chúa, Ngài đến ở trên Quế, để ban cho Quế có một tấm lòng sốt sắng, một tấm lòng nóng cháy, để Quế yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến lời của Ngài, yêu mến trong sự hiện diện của Chúa, và bỏ đi những thói quen của đời này, hầu cho Quế sẽ càng ngày càng sống một đời sống đẹp lòng Đức Trời hơn. Và như lời Ngài hứa, như lời Ngài nói với chúng con trong Thư Tín Văn thứ 3 câu 2, là khi chúng con được thịnh vượng ở trong thuộc linh thì sự thịnh vượng trong thuộc thể sẽ nối theo. Cho nên trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu xin Đức Chúa Trời Ngài hành động ở trên Quế, cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đụng chạm và Ngài thăm quyến Quế trong thời giờ này. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ, xin Chúa Ngài làm cho dứt giấy và làm cho nóng cháy tấm lòng của Quế trong thời giờ này, để Quế sẽ tìm kiếm Chúa và bỏ đi những thói quen hiện tại của mình trong đời sống của mình. Con cảm ơn Ngài. Và khi Quế đã mạnh mẽ trong Chúa rồi thì con tin chắc rằng Chúa mọi việc sẽ được hanh thông, mọi việc sẽ được chúc phước, và về tài chính kinh tế cũng sẽ không còn phải lo lắng nữa. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho Hà. Người chị em con đang có một cái công việc mà trong cái con mắt của mọi người không được tốt, đó là làm ở quán bar. Và con tin rằng công việc này đối với Đức Chúa Trời Ngài cũng không vui lòng, bởi vì Ngài muốn con cái của Ngài là những người thánh cho Ngài. Cho nên trong danh của Chúa Giêsu Christ, con dâng người chị em tên Hà này lên trong tay của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài mở đường để cho người chị em này có được một công việc mới, có thu nhập, và cái thu nhập của người chị em con sẽ đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của người chị em con trong đời sống của mình, để người chị em con có một cái động lực để người chị em con từ bỏ cái công việc hiện tại, đó là làm trong quán bar, để người chị em con sẽ có một cái đức tin tốt, và người chị em con cũng có một cái tiếng tốt đối với mọi người ở trong hội thánh, và mọi người sẽ nhìn thấy được sự thay đổi trong đời sống của chị em con trong những ngày tới, từ công việc làm, từ đức tin, và trong mọi hoàn cảnh nữa. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho cô Diệp. Con cầu xin Chúa Ngài sức dầu cho cô mạnh mẽ. Con cầu xin Chúa Ngài ban năng lực của Ngài cho cô. Con cầu xin Chúa Ngài ban sự khôn ngoan. Con cầu xin Chúa Ngài ban lời lẽ thật của Chúa để người chị em con sẽ tiếp tục hầu việc Chúa Trời và kết quả cho nhà của Chúa. Con cầu nguyện cho anh Thành. Lạy Chúa, người em con đang ở trong cái thói quen và cái sự nghiện ngập, đó là nghiện số đề. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, con
cầu xin thánh linh của Đức Chúa Trời ngày đụng chạm đến anh Thành trong thời giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu, tắc truyền cho cái linh cờ bạc ra khỏi đời sống của anh Thành, không được phép chi phối và làm và cột chói anh để anh ở trong sự nghiền ngập trong cái cờ bạc số đề. Nhân danh của Chúa Giêsu, con tin rằng không có điều gì là khó quá cho Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, con tin rằng Đức Chúa Trời có của con có quyền làm tất cả mọi sự trỗi hơn mọi điều chúng con cầu xin và suy tưởng. Và nhân danh Chúa Giêsu Christ, sự nghiền ngập này, Ngài có quyền nghiền số đề, Ngài có quyền làm cho anh em con bỏ một cách nhanh chóng. Ngài đã từng giúp đỡ cho các anh em của con là những người đã từng nghiện ma túy, đã từng nghiện thuốc, đã từng nghiện rượu, và họ đã thắng hơn tất cả mọi điều đó. Họ không cần phải trải qua những ngày cai nghiện, nhưng mà họ đã được chữa lành cách hoàn toàn. Thì trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu xin Ngài cũng làm việc đó ở trên anh Thành trong giờ này, để anh cũng sẽ nhìn thấy được cái công việc này là công việc không tốt lành. Anh nhìn thấy được cái việc làm của anh là một công việc đem sự ảnh hưởng không tốt đến gia đình của mình, cũng như đem sự ảnh hưởng không tốt đến trên đức tin của anh cũng như những người xung quanh. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho hôn nhân của Ngọc Anh. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cầu xin Chúa ngày sai tôi tới của Ngài. Con cầu xin Chúa ngày sai sứ giả của Ngài đến để làm cầu nối cho hai người này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, con cầu xin sứ giả hòa bình của Chúa sẽ được sai đến để phục hồi lại mối quan hệ này. Nhân danh Chúa Giêsu, con chúc phước cho tấm lòng của hai vợ chồng này, và cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sẽ hàn gắn tất cả mọi vết thương lòng của anh em con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi sự tổn thương đã từng gây ra, đã từng xảy ra cho vợ chồng này phải được chữa lành. Trong danh Chúa Giêsu, con cầu xin sự phục hồi, con cầu xin tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu vô điều kiện của Ngài ngay giờ này đụng chạm đến tâm lòng của cả hai vợ chồng này. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài làm tươi mới lại tấm lòng này. Cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đặt để tình yêu của Ngài trên người vợ để hướng về người chồng, tình yêu của Ngài ở trên người chồng hướng về người vợ, để đem hai người này trở lại với nhau ở trong mối quan hệ hạnh phúc và ở trong một cái cuộc hôn nhân tốt lành mà Đức Chúa Trời Ngài muốn và Đức Chúa Trời chúc phước. Con cảm ơn Chúa. Thưa Cha, con cầu nguyện cho tất cả những người thân của cô Diệp để họ cũng sớm nhận biết Chúa. Thưa Cha, lời Ngài nói với chúng con, một người tin cả nhà được cứu. Cô Diệp đã tin Chúa, cô Diệp đã hầu việc Chúa, cô Diệp đã dấn thân dâng hiến đời sống của mình cho Ngài. Thì trong danh của Chúa Giêsu Christ, con xin lời hứa này của Chúa Ngài được thực hiện ở trên đời sống, ở trên gia đình và trên những người thân của cô. Tất cả những người nào chưa được biết Chúa, con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài thăm viếng, Ngài cáo trách. Ngài cáo trách những người đó về tội lỗi bởi vì họ không tin nhận Chúa Giêsu, để họ cũng sẽ đầu phục và tin nhận Chúa Giêsu, thờ phượng Ngài và sẽ có đồng một đức tin ở nơi cô Diệp để cùng thờ phượng Chúa, và để Ngài Chúa trở lại, cô cũng sẽ vui mừng bởi vì nhìn thấy không có một người thân nào của mình bị chết mất, nhưng tất cả mọi người đều được sự cứu chuộc ở tại nơi thiên đàng, vui hưởng sự hạnh phúc của Chúa đã ban cho. Con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho cô Ngọc trong vấn đề cô muốn nhập hộ khẩu vào trong gia đình của cô Diệp. Lạy Chúa, con tin không có điều gì khó quá cho Ngài. Và nếu như điều đó là một điều tốt lành, đẹp lòng Chúa, thì trong danh của Chúa Giêsu Christ, con cầu xin Thánh Linh của Đức Trời Ngài giúp đỡ, và cầu xin Chúa Ngài can thiệp vào trong những người chính quyền ở tại địa phương, ở tại phường mà nơi cô Diệp ở, để họ sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất hầu cho cái việc mà cô Ngọc nhập khẩu vào trong đây sẽ nhanh chóng và thuận lợi. Con cảm ơn Chúa để mọi cái công việc của cô sau này cũng sẽ được trôi chảy và tốt lành. Con cảm ơn Ngài. Thưa Cha, trong danh của Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa bởi vì Ngài lắng nghe mọi lời cầu nguyện của chúng con. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, con tiếp nhận sự chữa lành của Ngài ở trên các anh chị em của con. Con tiếp nhận sự chữa lành của Chúa ở trên chị Hương. Con tiếp nhận sự chữa lành của Chúa ở trên chị Thoa, cô Thu. Con tiếp nhận sự chữa lành của Chúa, sự phục hồi và sự giải phóng của Chúa ở trên anh Thành. Con tiếp nhận sự phục hồi của Chúa ở trên hôn nhân của Ngọc Anh. Con tiếp nhận sự cứu chuộc của Chúa Ngài sẽ tuôn đổ ở trên người thân của cô Diệp. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn Đức Chúa Trời thật là nhiều bởi vì sự chúc phước của Ngài. Con biết rằng trong những ngày cận Tết âm lịch của người Việt Nam, anh em chúng con cũng có rất là nhiều người họ cần sự tiếp trợ, họ cần tài chánh, họ cần mua sắm, họ cần có những nhu cầu, nhu yếu phẩm cần thiết để cho có một những ngày Tết thật là ấm áp. Nhân danh Chúa Giêsu,
Con chúc phước cho tất cả mọi nhu cầu này của anh em con. Có thể lắm có những người họ đã không đưa cái nhu cầu này đến cho anh em con cầu nguyện, nhưng họ cũng đang đối diện, họ cũng đang lo lắng, họ cũng đang ước ao. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài nhìn biết tất cả mọi điều đó, và xin Thánh Linh của Chúa lấy những sự thở than không thể nói ra được của họ để cầu khẩn thay cho họ. Và trong danh Chúa Giêsu con nói, con tuyên bố rằng Đức Chúa Trời của con sẽ ban đầy đủ mọi sự cần dùng cho anh em chúng con y theo sự giàu có của ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và những ngày Tết này anh em của con không một người nào thiếu thốn, không một người nào gặp khó khăn, không một người nào mà không có một sự đầy đủ ở trong những ngày Tết. Con cảm ơn ngài. Lạy Chúa, xin Chúa ngài gửi sự tiếp trợ. Xin Chúa ngài gửi sự tiếp trợ về tài chánh, xin Chúa gửi sự tiếp trợ về mọi nhu cầu, cũng như xin Chúa ngài đưa đường anh em chúng con, những người sẽ ở xa trở về gia đình để tụ họp, Chúa cũng gìn giữ ở trong sự bình an nữa. Con cảm ơn Chúa. Lạy Cha yêu dấu của chúng con, trong danh của Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa bởi sự tốt lành của ngài, con tạ ơn Chúa bởi tình yêu của ngài, con tạ ơn Chúa bởi vì ngài luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của con. Con cảm ơn ngài. Cha ơi, theo như lời của cô Diệp, ở tại nơi hội thánh của cô cũng có một cái chùa tên là chùa Vạn Phước, nó đang trấn giữ ở tại nơi đó. Và trong danh của Chúa Giêsu Christ, lời ngài dạy của chúng con muốn muốn cướp của nhà nào thì chúng con trước tiên chúng con phải chối kẻ mạnh sức ở trong nhà đó. Chúng con muốn đến cứu những con người ở vùng đất Vũng Tàu này thì trong danh của Chúa Giêsu Christ, chúng con cũng phải cột chối kẻ mạnh sức ở tại nơi đây. Nhân danh Chúa Giêsu, ta cột chối linh tà linh đang trú ẩn và đang dựa vào những cái hình tượng ở trong cái chùa Vạn Phước này, đang gây ra sự cản trở, đang gây ra những sự rối loạn ở trong đức tin, đang gây ra sự mù lòa ở trong đời sống thuộc linh, để cho những con người ở Vũng Tàu không được mở con mắt thuộc linh ra để nhìn biết sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta cột chối tà linh ở tại nơi đây và cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngài ban sự khai phóng của ngài, ban sự dạy, sự mở con mắt thuộc linh của anh em chúng con, những con người ở trong vùng đất ở Vũng Tàu này, để họ được mở mắt ra và họ nhìn thấy được sự tốt lành ở trong đức tin nơi Chúa Giêsu, sự tốt lành ở trong sự thật phượng của Chúa Trời, để họ được giải thoát ra khỏi sự cầm buộc của ma quỷ, của linh thật cúng hình tượng, của linh của sự vô tín, linh của sự chống đối đang hoạt động ở trong vùng đất này, nó sẽ không còn được phép hoạt động nữa, và để cho dân sự của Chúa ở tại đây được giải phóng. Con cảm ơn ngài. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy linh của sự thật cúng hình tượng, hãy tà linh trong danh Chúa Giêsu, hãy Satan, ta nói với người, hãy để cho những con người ở tại vùng đất Vũng Tàu này được tự do, hãy thả cho họ ra để họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Christ cần những người này. Nhân danh Chúa Giêsu, ta nói với người, cũng như ngày xưa Môi-se đã nói với Pharaoh, hãy để cho dân ta đi để chúng nó thờ phượng ta. Ngày hôm nay, hãy linh của sự thật cúng hình tượng, linh chủ quyền đang cầm buộc ở tại vùng đất Vũng Tàu thông qua những sự thờ hình tượng. Ta nói với người, trong danh Chúa Giêsu, hãy để cho dân tộc Việt Nam chúng ta ở tại Vũng Tàu thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy để cho họ được tự do, không được phép cầm buộc họ nữa trong danh Chúa Giêsu Christ. Lạy Chúa, con cảm ơn ngài. Tạ ơn Chúa của chúng con đấng tốt lành. Con dâng sự vinh hiển cho ngài. Con tiếp nhận mọi sự đáp lời của ngài cho chúng con. Con dâng sự lời cảm ơn, lời tấm lòng biết ơn của chúng con cho ngài. Và cầu xin Chúa ngài cũng chúc phước trên tất cả anh em chúng con, những người ngày hôm nay cùng hiệp ý với chúng con, để anh em chúng con càng ngày càng kinh nghiệm về quyền năng và về sự đáp lời của Chúa nhiều hơn nữa, để đức tin anh em của chúng con được mạnh mẽ, được vững vàng. Con cảm ơn Chúa. Và chúng con cùng nhau hiệp ý ở trong sự cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn mục sư. Yeah. Mục sư Thái còn đó, mục sư Thái. Cảm ơn mục sư Hào nhé. Yeah, yeah. Mục sư Thái ơi, bây giờ tới mục sư Thái cầu nguyện chúc phước. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư Thái ạ. Mục sư Thái ơi, mở mic lên mục sư Thái ơi. Mục sư Thái. Của mục sư mở rồi đó mục sư ạ. Dạ rồi. Amen. À, xin mong cầu nguyện hiệp ý với tôi để dâng lên là cầu nguyện. Amen. Cứ lại ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con, là Cha đời đời, là Chúa bình an cho mỗi đời sống của chúng con.
Chơi cũng không thưa Chúa rằng chúng cảm ơn Chúa vô cùng vì trong những ngày tháng qua Ngài đã ban ơn cứu rỗi trên đời sống quý đệ tới Chúa có mặt trong phòng cầu nguyện của tối hôm nay, cũng như tất cả dân sự của Chúa ở các nơi cũng đang ngợi khen thờ phượng Chúa. Vâng, cảm ơn Chúa rất là nhiều vì Ngài đã ban ơn cứu rỗi trên đời sống của chúng con, Ngài chữa lành tâm linh mọi chúng con, và Ngài là đấng duy đê, Ngài tiếp trợ cho đời sống của chúng con, và đặc biệt Ngài cũng chích dầu cho mỗi một chúng con để rồi chúng con làm những công việc mà Chúa đã giao chúng con trong ngày chúng con còn lại trên đất này. Nguyện xin Chúa Ngài là đấng sẽ bảo vệ gìn giữ chúng con trong ngày sắp tới. Cảm ơn Chúa vì sự căn phòng của Ngài trong mỗi cuộc đời của chúng con, và chúng con mới thưa với Chúa, Chúa cho chúng con có điều kiện để rồi chúng con hiệp nhau trong phòng cầu nguyện của chúng con, để rồi chúng con thực thi những nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho chúng con. Chúng con có sự hiệp một lẫn nhau, chúng con cầu nguyện cho nhau, chúng con làm công việc truyền giáo, và chúng con sẽ ra đi làm một số việc lành trong ngày sắp tới. Đó là mục đích của phòng cầu nguyện của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con cũng thưa với Chúa rằng trong những ngày mà chúng con biệt riêng, Chúa biệt riêng chúng con, Chúa sai phái chúng con đi, chúng con không tránh khỏi những sự phá rối làm ảnh hưởng đến công việc của Chúa. Và nhân danh Chúa Jesus Christ Nazareth, chúng con bố rằng Chúa sẽ cho thiên sứ thánh của Chúa gìn giữ Chúa đại tớ của Chúa trong sự bình an của Ngài. Giờ này chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài cũng bảo vệ gìn giữ chúng con trong một tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa Ngài cũng chúc phước cho cô Hoàng Lan, thầy cô Lý, cô Thí Trương, đặc biệt là Chúa cũng ban phước và chúc sức dầu cho Việt Hòa và Xuân Thủy nữa, vì chúng con thấy rằng hai đệ tớ của Chúa đã cưu mang công việc của Chúa ở Nga, cũng như là Xuân Thủy cũng đang về Việt Nam để làm công việc truyền giáo Việt Nam. Xin Chúa Ngài sức dầu đặc biệt cho Việt Hòa cũng như Xuân Thủy để đợi công việc Chúa ngày càng phát triển hơn nữa. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng với cô Tú và đặc biệt cô Diệp ở Vũng Tàu nữa. Cô cũng có những ước mơ, cô cũng có những cái hoài bão trong việc Chúa khu vực này. Và như chúng con đã trình dâng năng đầy lên cho Chúa thì Chúa là đấng sẽ làm thành mọi sự đó cho đời sống của đệ tử Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho thầy Hùng ở Tiền Giang có cái nhu cầu là ngày 6 tháng 2 sẽ tổ chức một cuộc truyền giảng tại đó. Và con tin chắc rằng qua cuộc truyền giảng này thì Chúa sẽ đụng chạm và Chúa sẽ dẫn dắt nhiều linh hồn trở về ăn năn để tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời mình, để Chúa sẽ phấn hưng ở khu vực ở Tiền Giang nói riêng và ở miền Tây Việt Nam cũng con nói chung. Xin Chúa Ngài cũng sức dầu đặc biệt cho chương trình truyền giảng vào ngày 7 tây tháng 2 ở tại Hoa Kỳ nữa. Để rồi cũng qua cuộc truyền giảng này thì tất cả những người còn ở thế gian hư mất này sẽ qua lời của Chúa họ được tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời mình, để rồi công việc của Chúa được phấn hưng trên đất này trong ngày sau đó này. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng với anh Hùng, anh Hiền ở Nga, và con thấy rằng tấm lòng của anh em chúng con luôn hướng về Ngài, có đức tin và trông cậy nơi Ngài. Vì xin Chúa Ngài cũng ban thần khôn ngoan thông sáng của Ngài cho anh em của chúng con, để rồi anh em chúng con tiếp nhận lời của Ngài, và qua lời của Ngài anh em chúng con sẽ được phước cả thêm phước, được ơn cả ơn cho mỗi đời sống anh em chúng con. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho thầy Mai Đông và chị Lễ, cũng như là cô Thái Phạm nữa, cũng đang hướng về Ngài và trông cậy nơi sự dạy dỗ qua lời của Chúa, để rồi qua lời của Chúa được lớn lên và được phước hạnh trong những ngày sau đó này. Và chúng con cầu xin Chúa Ngài cũng ban phước cho Abraham, Isaac, Jacob ngày xưa thế nào thì Ngài cũng ban phước cho tất cả quý thầy cô cũng như đệ tử của Chúa trong phòng cầu nguyện của chúng con như thế đấy. Và Chúa ơi, chúng con cũng thưa với Chúa rằng xin Chúa Ngài cũng ở cùng và Ngài chữa lành cái linh cảm xúc ra khỏi đời sống của mục sư Hưng. Ngay từ giờ phút này cũng công bố rằng mục sư Hưng sẽ nhận được sự chữa lành từ nơi Ngài, vì Ngài hứa với chúng con rằng vì tội lỗi của chúng con mà Ngài bị giết, vì sự gian ác của chúng con mà Ngài bị thương, bởi sự xử phạt của Ngài chúng con được bình an, bởi lòng gối Ngài chịu mà chúng con được chữa lành. Trong danh của Jesus người đã sống, chúng con bố rằng cái linh bệnh tật cảm xúc đã đuôi ra khỏi đời sống mục sư Hưng ngay từ giờ phút này. Alleluia. Xin Chúa Ngài cũng sức dầu đặc biệt cho anh mục sư Tấn, mục sư Kiệt và mục sư Hào. Và chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều vì trong những ngày qua thì Ngài cũng ban phước cho mục sư Kiệt, mục sư Hào dấy lên ở quý mục sư để rồi mở mang công việc Chúa ở Việt Nam của chúng con. Và con tin chắc rằng trong những ngày sắp tới thì phòng cầu nguyện của Chúa sẽ được mở ra khắp trên đất nước Việt Nam của chúng con, và đặc biệt 64 tỉnh thành ở Việt Nam của chúng con sẽ có phòng cầu nguyện. Và xin Chúa Ngài cũng dấy lên Ngài sức dầu đặc biệt trên môi miệng của mục sư Hào, mục sư Kiệt, tất cả quý mục sư có thời gian để công tác, của con tin chắc rằng trong ngày sắp tới Chúa sẽ dấy lên ở miền Nam Việt Nam của chúng con, có những mục sư, có những thầy cô truyền đạo tham gia công tác cùng với phòng cầu nguyện, để rồi mỗi một chúng con cùng nhau hiệp một chúng con ra đi và chúng con mở mang công việc của Chúa cho đất nước Việt Nam của chúng con.
Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con không phân biệt hệ phái nhóm nhánh gì, để chúng con ngồi lại, chúng con cầu nguyện, chúng con hiệp một với nhau, rồi chúng con đi truyền giáo, và chúng con sẽ làm một số việc làm trong ngày sau rốt này. Quyền xin thần linh của Chúa Ngài ở cùng với chúng con, và Ngài đại diện hãy sức dầu trên quý đại tớ của Chúa, để chúng con thấy rằng chúng con đi trong sự giác của thần linh Ngài, và chính Ngài đã làm công việc của Chúa qua mỗi đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho một sư Ái Lan, một sư Lâm Bủ, một sư Trường, một sư Hoài, một sư Ô Bên, một sư Điếu Tài, một sư Điếu Nứa, một sư A Rớp, một sư A Ráp, một sư Rền. Và đặc biệt Chúa cũng ở cùng với mỗi một chúng con, và con tin chắc là trong những ngày sắp tới đây, tất cả những điều chúng con làm đều trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúng con cảm ơn tạ ơn Chúa vô cùng vì Ngài cho chúng con có thời gian để rồi chúng con mở tất cả các cầu nguyện, và những ngày sắp tới đây, trong những ngày sắp tới đây thì chúng con sẽ chẳng những mở riêng phòng cầu nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh cho một sư Kiệt, ở Vĩnh Long cho một sư Hào, ở Long An là cô một sư Thái Lan. Nhưng mà tới đây chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ cho chúng con mở nhiều hơn nữa phòng cầu nguyện khắp mọi nơi, để được tất cả mỗi một chúng con có một cái nơi để chúng con hiệp một lẫn nhau, chúng con trình dâng tất cả nhân đề, cái nhu cầu công việc Chúa cho đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa Ngài đồng chạm và nhắc nhở đến mặt cầm quyền từ trung ương đến địa phương, để họ tạo mọi điều kiện để công việc Chúa được phát triển trong ngày sau đó này. Trong danh Chúa Jesus Christ Nazareth công bố rằng tin lành của Chúa sẽ phát hưng cho đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa Ngài tiếp tục và sức dầu cho mỗi chúng con, để mỗi chúng con ở đây chúng con chinh phục nhiều đơn hầu tội dân bởi những sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Xin Chúa Ngài cũng ban cho mỗi một chúng con có được những quyền năng phép lạ từ nơi Chúa, và chúng con sẽ đặt tay lên cái đau thì cái đau được chữa lành. Và tất cả những điều đó, tất cả những năng đề mà chúng con đã dành trình dân với Chúa, thì con tin chắc là Chúa là đấng sẽ làm thành mọi sự mọi đời sống của chúng con. Và chúng con cũng thưa với Chúa rằng trong những ngày qua có những điều gì bất toàn trong mọi cuộc sống của chúng con, có những điều gì mà chúng con còn khiếm khuyết trước mặt Ngài, thì xin Chúa là đấng nhân từ, Ngài tha thứ mọi tấm lòng của chúng con. Ngài chứa lành thuộc linh của chúng con, cũng như Ngài ban phước thuộc thể cho mọi đời sống của chúng con nữa. Xin Chúa Ngài cũng di rê và tiếp trợ tài chánh để chúng con có đủ lực để chúng con ra đi và có kết quả trong việc làm của Ngài. Và Ngài hứa với chúng con rằng bàn chân rao giảng tin lành, ôi đẹp biết bao. Chúng con tin chắc rằng Chúa cho chúng con là mỗi một sự hiệp lại sẽ làm lợi ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời. Con tin chắc rằng trong ngày sau đó này, khi mà chúng con hiệp một lẫn nhau, chúng con cầu tha cho nhau, chúng con tình dân tất cả những nan đề, tất cả những hội thánh địa phương của chúng con, con tin chắc là Chúa sẽ dấy lên rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ để chúng con có một điểm, một nơi để cầu nguyện. Con tin chắc rằng Chúa sẽ đùng chạm đến cần và cầu nguyện đến nước Việt Nam của chúng con, để tạo mọi điều kiện cho chúng con trong ngày sau đó này. Ôi Chúa ơi, chúng con muốn thưa với Chúa rằng xin Chúa này thêm trước, Ngài thêm ơn cho quý mục sư của chúng con, để rồi mỗi con ra đi chúng con có sự bảo vệ gìn giữ trong sự thánh linh của Ngài. Rồi xin Thiên Sứ Thánh của Chúa Ngài dọn đường cho chúng con ở phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, để mỗi lúc chúng con đi, mọi công việc chúng con làm đều có sự dẫn dắt thánh linh Ngài. Con tin chắc rằng trong danh Chúa Jesus Nazareth, đất nước Việt Nam chúng con sẽ được cứu trong ngày sau đó này. Con xin Chúa Ngài cũng sức dầu cho môi miệng của mỗi một chúng con, để rồi mỗi đề tớ Chúa có được ơn cả không ơn, được phước cả đất phước, và những lời chúng con nói ra không phải là lời xác thịt từ thực thể của chúng con. Đó là những điều mà Chúa muốn chúng con sẽ làm như nào sau đó này. Xin Chúa Ngài tiếp tục sử dụng môi miệng của chúng con, sử dụng đôi tay của chúng con, để rồi quyền năng phép lạ của Chúa được cập theo qua lời giảng của Chúa, qua lời của Chúa, qua những phép lạ dấu kỳ của Chúa sẽ tỏ sáng trên mỗi cuộc đời của chúng con, để sự vinh hiển thuộc về ba ngôi thiên đàng của chúng con. Chúng cảm ơn Chúa vô cùng vì trong những ngày qua cho chúng con có những điều kiện để rồi chúng con có thời gian để chúng con hiệp lại. Xin Chúa Ngài thêm sức cho mỗi người chúng con, chữa lành thực thể mọi chúng con, để rồi mỗi chúng con có sự mạnh mẽ hơn nữa trong danh Chúa Jesus Christ Nazareth của chúng con. Chúng con sẽ làm mọi sự bởi vì Chúa đã sẽ ban thêm sức cho mỗi người chúng con. Xin Chúa Ngài chữa lành tâm linh của chúng con, Ngài phục hồi tất cả những điều gì đó ở trong thân thể của chúng con, những điều mà chúng con còn yếu đuối, những điều gì mà chúng con chưa mạnh mẽ, thì nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con sự dạn dĩ hơn nữa, để trong ngày sau đó chúng con quỷ phá tất cả những cái quyền lực tối tăm ở Satan mà ở trên đất này, để được tất cả mọi công việc của Chúa được bành trướng cho đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa ngự ban phước cho toàn thể những công việc của Chúa trên toàn thế giới của chúng con nữa. Xin Chúa ngự ban phước cho anh chị em chúng con ở các nước, chúng con thấy rằng tinh lành của Chúa trong ngày sau đó này sẽ được phấn hưng trên toàn thế giới của chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa ngài cũng ở cùng chúng con, đặc biệt xin Chúa ngài cũng ban phước cho anh em chúng con là còn tính rồi Chúa ơi, vì chúng con thấy rằng công việc của người anh em chúng con rất là nhiều, buổi sáng buổi tối anh em chúng con là phải chuyên viên kỹ thuật trên phòng cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa ngài thêm sức cho anh em con, để rồi anh em chúng con có đầy đủ sức khỏe để anh em chúng con hầu việc ngài cách tốt nhất mà trong ngày hôm qua chúng con đã thấy những điều đó. Và ngài hứa với chúng con rằng công
công việc của anh em chúng con làm không phải là vô ích đâu. Xin Chúa này cũng ban phước cho anh em con, xin Chúa này thêm sức cho anh em chúng con để rồi anh em chúng con có được sức khỏe để anh em chúng con hầu việc Ngài, hầu cho anh em chúng con có được sự khôn ngoan thông sáng và cầu xin sự sức giàu của Chúa cho đôi tay anh em chúng con để rồi anh em chúng con sẽ giúp cho các phòng các nơi trên thế giới này để rồi điều chỉnh âm thanh cũng như điều chỉnh tất cả cái hình ảnh để rồi chúng con thấy rằng sự vinh hiển của Chúa sẽ thi thố vào mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cũng cầu xin Chúa trong ngày sắp tới có những ước mơ ở đất nước Việt Nam, chúng con sẽ mở được những phòng cầu nguyện trong 64 tinh thành của Việt Nam của chúng con nữa. Cảm ơn Ngài, xin Chúa Ngài cũng cho chúng con có sự hiền mộc để chúng con không phân biệt những cái hệ phái hay nhóm nhánh gì, bởi vì Cha chúng con không phân biệt những điều đó. Thì người xin Chúa Ngài cho chúng con những điều đó. Xin Chúa Ngài đặc biệt Ngài tạo mọi điều kiện để rồi những nơi mà chúng con chưa có internet, chúng con chưa có wifi thì xin Chúa Ngài cũng chi rê tiết trợ tài chánh để có những nhu cầu đó chúng con được thực hiện trong ngày sau đó này. Tất cả các mạng của Chúa trong phòng cầu nguyện của chúng con được kết nối với nhau để rồi trong những ngày sau đó này chúng con làm gọi cho công việc nhà của Ngài. Cầu xin Chúa Ngài cũng đụng chạm đến những ân nhân để rồi họ có chương trình để họ giúp đỡ trong vấn đề tặng áo cho những trẻ em nghèo trong ngày sắp tới này. Xin Chúa Ngài tạo mọi điều kiện để mọi chúng con có đủ tài chánh, có đủ lực, chúng con có đủ sức khỏe, chúng con làm tất cả những công việc đó vì sự vinh hiển của ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con muốn thưa với Chúa rằng chúng con có những ước mơ, chúng con có những ước ao trong việc nhà của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài hứa con rằng khi mà Chúa mở thì chúng con có quyền đóng, và khi Chúa đóng thì chúng con có quyền mở. Con tin chắc rằng Chúa là đấng đang mở đường trên cho Việt Nam của chúng con. Chúa là đấng đang mở cửa cho tên đành của Chúa trên thế giới của chúng con nữa. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin Chúa Ngài tiếp tục thêm chức cho chúng con. Ngài cắt đi những nan đề ra khỏi hội thánh địa phương của chúng con, cắt đi nan đề ra khỏi gia đình của chúng con. Ngài chữa lành thực thể mỗi chúng con, thêm chức cho quý đệ tử của Chúa, quý mục sư, thầy cô truyền đạo và tất cả nhân sự của Chúa cũng như đệ tử của Chúa có tấm lòng khôn ngoan công việc của Ngài. Xin Chúa Ngài dấy lên cho mỗi chúng con ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, chúng con làm công việc của Chúa Ngài càng nhiều hơn nữa, vì Ngài hướng con rằng ai tin ta sẽ làm, ta làm và làm lớn hơn nữa. Con tin chắc rằng trong ngày sắp tới thì công việc của Chúa sẽ được phát triển rộng khắp trên đất nước Việt Nam của chúng con cũng như trên toàn thế giới. Con cầu xin sự sức giàu của Chúa đặc biệt cũng như đệ tử của Chúa. Con cầu xin sự ban phước của Chúa, sự ban ơn, sự chúc phước của Ngài, sự chữa lành tâm linh của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con, sự phục hồi thực thể của Chúa trên mọi cuộc đời của chúng con nữa. Chúng con một lần nữa, chúng con phó dâng tất cả quý đệ tử của Chúa, quý mục sư, quý thầy cô truyền đạo, quý nhân sự của Chúa và tất cả công dân của Ngài trong tất cả các nước trong vòng tay thương của Ngài. Chúng con dâng trình dâng tất cả mọi nhu cầu của chúng con. Con tin chắc rằng Chúa là đấng sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng con trong buổi tối hôm nay. Nguyện xin Chúa Ngài sẽ làm thành mọi sự qua mỗi đời sống của chúng con. Chúng con dâng tất cả mọi sự trong cánh tay Ngài. Chúng con đồng một lòng hiệp một ý, hạ mình xuống và hết lòng thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư ạ. Amen. Cho mục sư Thái. Dạ. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa. Sau đây là giờ thông công, nếu mà mình còn thời giờ thì mình ở lại thông công với anh em. Mời mục sư Thái uống nước đi. Cảm ơn Chúa.